Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 180. Đánh một trận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài này đã từng thiếu chút nữa hủy diệt thế giới Thủy Nguyên Địa lại xuất hiện. Nàng lại tới. Tất cả mọi người giống như gặp phải kẻ địch lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, khi thấy Nhị Nha, nàng mỉm cười và đi tới nói. Ta là Kỳ Bỉ Thiên, trước đây người đã từng giúp ta, Nhị Nha nhìn Kỳ Bỉ Thiên một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ta không quen biết ngươi, tuy nhiên, ngươi có thể giúp ta không? Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Đương nhiên, dù sao, ngươi là người duy nhất đã từng dám giúp ta vào lúc đó. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Cứu nàng. Cứu Tiểu Bạch, đây là yêu cầu duy nhất của Nhị Nha. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, khi thấy dáng cơ vẻ của Tiểu Bạch, Kỳ Bỉ Thiên ngây người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Nàng cười. Không có ai biết nàng cười như vậy là có ý gì. Lúc này, nàng nhìn lướt qua phía chân trời xung quanh, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng rõ. Các ngươi biết không, các ngươi đã chặt đứt con đường sống duy nhất của chính mình. Nếu nàng không có việc gì, các ngươi có lẽ còn có thể có đường sống, bởi vì vị kia có thể sẽ không nhìn ta làm loạn. Nhưng bây giờ, ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, cho dù ta buông tha các ngươi, vị kia có lẽ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, chủ nhân thần cư khẽ lắc đầu. Hoàng đế đã từng chém giết một vị linh tổ, cũng không phải vẫn sống tốt đấy sao? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn bên phải, hoàng đế chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn hoàng đế khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chủ nhân thần cư. Người đấy, mệt cho ngươi còn là người cùng một thời đại với ta, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu. Vừa dứt lời, tay trái nàng hơi nâng lên. Suy, những lực lượng thần bí trói buộc đám người Nhị Nha lập tức biến mất. Tiểu Bạch lập tức bay đến trong lòng của Dương Diệp, nàng không khóc. Nhưng vẫn ôm thật chặt Dương Diệp như vậy. Vừa rồi, nàng thật sự rất sợ. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng sát niệm trong đầu lại vẫn tăng vọt giống như dòng nước lũ. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Nhị Nha và Dương Diệp. Rời khỏi nơi này đi. Dương Diệp lắc đầu. Rời đi sao? Không. Hắn sẽ không rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhị Nha cũng lắc đầu. Nàng nhìn lướt qua xung quanh. Ta cảm thấy bọn họ đều đáng chết. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không phải là ngươi trước đây, không có thể lực như vậy. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi dẫn các nàng rời đi, không nên hành động theo cảm tính. Dương Diệp lại lắc đầu. Hành động theo cảm tính sao? Lần này hắn thật sự phải hành động theo cảm tia. Hắn nhìn về phía Nhị Nha lắc đầu. Dương ca. Ta không tiến vào trong. Vừa dứt lời, Nhị Nha lắc người và xuất hiện ở trên cầu phía xa. Nhị Nha cong khóe miệng có chút hung ác, không đúng, phải nói là cực kỳ hung ác, trong phút chốc, hai tay nàng chợt đánh về phía cầu cầu dưới chân mình. Phá hủy cầu. Phía xa, ánh mắt hoàng đế tập trung vào trên người Nhị Nha, lúc này, ở trên thân của Nhị Nha có một khí tức hung ác phát ra. Không đúng là một khí tức vừa hung ác lại vừa tà ác. Rất nhiều người đều chú ý thấy. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Nhị Nha. Phát ra thiên tính sao? Cũng tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi xác định không đi à? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Vậy ngươi phải cố gắng bảo trọng đấy. Vừa dứt lời, nàng nhìn về phía chủ nhân thần cư cách đó không xa. Xem ra mục tiêu của các ngươi lần này không chỉ là hắn cùng vật nhỏ linh tổ này. Mà còn có ta, đúng không? Bây giờ ta tới rồi, các ngươi đến đây đi. Sau lưng thần cư đã xuất hiện bốn khí tức cường đại. Mỗi khí tức đều không kém hơn chủ nhân thần cư. Kỳ Bỉ Thiên nhìn mấy khí tức này và lắc đầu. Chỉ có một chút như vậy, sao đủ được chứ? Cộng thêm ta thì áo. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên phải Kỳ Bỉ Thiên. Rất nhanh, ở ánh mắt chăm chú của vô số người. Một lão già mặc áo bào màu trắng xuất hiện ở trên vô biên thủy. Hắn lại đứng ở vô biên thủy như vậy. Thủy vô biên. Lúc này, hoàng đế đột nhiên cười nói. Ngươi không ở trong vô biên thủy của ngươi, chạy ra làm cái gì?
Lão nhân áo bào trắng này liếc nhìn hoàng đế. Liên quan gì tới ngươi? Hoàng đế mỉm cười, cũng không tức giận mà nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Thủy vô biên này chính là linh của vô biên thủy, là một lão quái vật thật sự. Đúng rồi, ta nói cho người biết, trừ hắn ra còn có chủ nhân thần cư, người đứng đầu Vĩnh Hằng, giáo chủ hồn giáo, cùng với Kinh Tiên Sinh. Vị Kinh Tiên Sinh kia tương đối thần bí, chắc là người đến từ cùng một thời đại với các hạ. Nói xong, hắn liếc nhìn không gian bên phải. Về phần người ẩn nấp ở trong không gian này thì ta không biết, cha cha, khí tức này rất mạnh a. Ha ha! Nói đến đây, trên mặt hoàng đế càng lộ rõ ý cười. Bởi vì chuyện càng lúc càng thú vị. Rồi Thủy vô biên nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ không phải là người của thời đại này, tại sao lại muốn tới chống lại chúng ta? Thật ra, thế giới này liên thủ, bao gồm một ít cường giả thần bí đi ra cũng là chuyện rất dễ hiểu, bởi vì Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện, có nghĩa là thế giới này có thể sẽ sắp không còn. Hễ là người có thực lực lại không muốn thế giới này bị hủy diệt, cơ bản đều sẽ ra tới. Thực lực của thế giới Thủy Nguyên Địa sẽ không chỉ có thế. Đặc biệt bây giờ Kỳ Bỉ Thiên hiển nhiên đã bị thương. Cơ thể Kỳ Bỉ Thiên chậm rãi bay lên không trung, ở đó có rất nhiều khí tức lập tức khóa lấy người nàng. Cùng lúc đó, ở trong không trung xuất hiện một kết giới thần bí, hiển nhiên là do thế giới Thủy Nguyên Địa tạo ra. Nhưng khi Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng đè tay trái xuống một cái, kết giới kia trực tiếp biến mất. Lúc này, Thủy Vô Biên đột nhiên nói. Cứ để cho ta tới sẽ biết. Vừa dứt lời, hai mắt hắn đột nhiên chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, vô biên thủy phía dưới trực tiếp sôi trào, ngay sau đó, một thủy long dài đến vạn trượng đột nhiên từ trong vô biên thủy lao lên. Áp lực mạnh mẽ chấn động trời đất. Trong không trung, Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Phía chân trời chấn động mạnh. Con long thủy vô biên thủy trực tiếp bị một dẫm này của Kỳ Bỉ Thiên ép phải dừng ở không trung. Con rồng lớn này điên cuồng gầm thét, từng long uy cường đại chấn động tới chỗ của Kỳ Bỉ Thiên. Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên cong lên có chút châm chọc. Yếu quá. Vừa dứt lời, chân phải của nàng lại dẫm một cái. Trong lúc vô số người nhìn chăm chú, con thủy long vạn trượng liền nổ tung, rất nhiều giọt nước từ phía chân trời rơi xuống. Mà lúc này, tay phải Thủy Vô Biên đưa ra phía trước. Không trung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những giọt nước lơ lửng trên không trung và không ngừng xoay tròn, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua xung quanh. Lợi dụng Vô Biên Thủy để tu luyện ra thủy vực, quả thật không tệ, khó trách được ngươi dám trực tiếp chống lại ta, tuy nhiên, ngươi còn quá trẻ. Vừa dứt lời, tay trái của nàng chợt nắm chặt. Suy. Không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên tách ra, trong phút chốc, không gian bên trong nghìn trượng xung quanh lập tức biến mất, cả những giọt nước cũng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già Thủy Vô Biên lập tức nhíu mày. Quét sạch. Thủy vực của hắn và cả những vô biên thủy kia đều trực tiếp bị quét sạch trong nháy mắt. Đồng thời còn cả một mảnh không gian kia cũng vậy. Thủy Vô Biên nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên, hắn vẫn chưa dừng tay, trong phút chốc, thủy vực của hắn lại ngưng tụ ra. Nhưng mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một lực lượng thần bí xóa sạch. Xóa vực. Giờ phút này, Thủy Vô Biên thật sự bị kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được có người có thể cứng rắn xóa đi vực của hắn. Thủy Vô Biên nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên. Đây là năng lực gì vậy? Tay trái của Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên hướng về phía Thủy Vô Biên làm lão già thầm khiếp sợ. Trong phút chốc, ở xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều sóng nước. Những sóng nước đều do vô biên thủy ngưng tụ gờ thành. Có thể nói, ở dưới thủy vực của hắn gia tăng, bây giờ những nước này cũng không kém gì siêu thần khí. Nhưng theo một chảo của Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống, vô biên thủy quanh thân Thủy Vô Biên bắt đầu nổ tung. Thoáng cái. Chúng ầm ầm hóa thành hư vô, mà bản thân Thủy Vô Biên cũng bị chấn động bay ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt. Kỳ Bỉ Thiên thu tay lại, sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Ai tiếp theo, hoặc các người cùng tiến lên. Không hổ danh là người có thể làm cho thiên mệnh truy sát. Lúc này, một đầu nam tử trung niên đội trưởng quan xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Vị trước mắt này chính là Kinh Tiên Sinh được hoàng đế nói tới trước đó. Về phần thân phận cùng lai lịch của vị Kinh Tiên Sinh này đều rất thần bí, cho dù là người của thế giới Thủy Nguyên Địa cũng không biết. Chỉ biết hắn là một thành viên của Thủy Nguyên Địa.
Kỳ Bỉ Thiên quay đầu lại nhìn về phía Kinh Tiên Sinh này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta không có cách nào phát huy ra tất cả thực lực, ta cũng không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu, nếu như bây giờ ngươi không đi. Vậy ngươi đang chờ gì? Chết nhanh hơn à? Dương Diệp liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hai tay An Nam Tĩnh chậm rãi nắm chặt lại. Ta cùng ngươi diệt thế giới này. Dương Diệp cười ha ha. Được, được. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp lóe lên và trực tiếp lao về phía xa. Giờ phút này, một sát ý ngập trời xuất hiện ở đó. Giết! Thế giới Thủy Nguyên Địa muốn Tiểu Bạch chữa trị thế giới này, nhưng với Dương Diệp, hễ là người dám làm tổn thương đến Tiểu Bạch, hắn nhất định trả lại gấp trăm lần. Sát ý ngập trời điên cuồng cuốn ra bốn phía xung quanh. Ở trên cầu, Nhị Nha vẫn đang điên cuồng đấm xuống cầu. Vẻ mặt Nhị Nha lạnh lùng, khí tức hung ác cùng tà ác trên thân càng lúc càng rõ rệt. Mà ở bên trong Hồng Mông Tháp, cái hộp trong căn nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu chấn động. Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp và đi tới trên phi thăng đài. Nàng ngồi ở trên phi thăng đài, từ từ nhắm hai mắt lại, móng nhỏ nắm thật chặt. Không ngờ nàng cứ như thế, không biết qua bao lâu, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng mở ra. Mặc dù không có âm thanh, nhưng nhìn từ hình dáng của miệng khi phát âm lên, nàng chắc là đang đọc Tú. Tú. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Tất cả thế giới Thủy Nguyên Địa rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Sát vực cùng sát ý của Dương Diệp quá mức khủng khiếp, dưới mệnh cảnh cơ bản không có bất kỳ năng lực nào để chống cự. Cho dù là cường giả mệnh cảnh bình thường cũng không có cách nào đối đầu với Dương Diệp. Phải biết rằng, mặc dù Dương Diệp không có đạt được mệnh cảnh, nhưng sát ý của hắn đã đạt được mệnh cảnh. Cộng thêm thực lực bản thân hắn khủng bố, còn có thanh kiếm kia, có thể nói cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt Dương Diệp căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Bây giờ Dương Diệp hoàn toàn có thể một mình giết được cường giả mệnh cảnh. Mà dưới mệnh cảnh, có thể nói, bây giờ Dương Diệp ở Thủy Nguyên Địa, ở dưới tình huống loại cường giả như chủ nhân thần cư không ra tay, hắn xem như là hổ vào bầy dê. Có thể làm loạn, đương nhiên, không thể quên tiểu nữ hài đang đập cầu. Nếu cứ để làm cho nàng đập xuống, cả cây cầu cũng sẽ hóa thành tro tàn. Nàng có thực lực này. Đương nhiên, kẻ địch chủ yếu nhất vẫn là Kỳ Bỉ Thiên. Nếu không giải quyết được nữ nhân này, cho dù giết sạch đám người Dương Diệp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao đám người Dương Diệp có thể làm loạn như vậy đều bởi vì có nàng đang chống đỡ. Không có nàng, đám người Dương Diệp sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong không trung, Kinh Tiên Sinh liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói. Các hạ có thực lực chấn động trời, bất kể là ai trong chúng ta, sợ rằng cũng không có năng lực lấy sức một mình chống lại các hạ. Cho nên các hạ không ngại chúng ta cùng lên chứ? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không ngại, các ngươi cùng tiến lên mới có chút thú vị. Kinh Tiên Sinh khẽ gật đầu và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Các vị, ta biết các vị đều là người tâm cao khí ngạo, tuy nhiên thực lực của người này thế nào, các vị cũng đã nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như ai cảm thấy mình có thể một đấu một thắng được nàng thì có thể đứng ra, chúng ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi một đấu một cùng nàng. Một đấu một. Ở đó rất yên tĩnh. Một đấu một. Không, ở đó không có người nào có thể một đấu một được với Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hoàng đế. Ngươi không thử một chút à? Hoàng đế lắc đầu. Tuy ta cũng rất muốn, nhưng bây giờ ta tham gia vào cuộc chiến này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, ta sẽ không ngu ngốc đến mức ra sức vì Vĩnh Hằng Quốc cùng với Thủy Nguyên Địa. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người chủ nhân thần cư. Vậy thì tới đi. Kinh Tiên Sinh mở tay phải ra, ở trong tay hắn xuất hiện một sợi dây. Một sợi dây màu tím vàng. Nhìn thấy sợi dây này, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày. Tử Duy Tuyến, không ngờ được ngươi cũng đến từ thời đại của ta, hơn nữa còn không phải là người bình thường. Kinh Tiên Sinh mỉm cười. So với Kỳ tiền bối, chúng ta đều chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Vừa dứt lời, hắn bấm tay bắn ra, sợi dây trong tay hắn đột nhiên lóe ra. Trong phút chốc, suy, tất cả không gian bên trong vạn trượng lập tức phát sinh biến hóa. Chúng bị sợi dây này quấn lấy. Phải nói, sợi dây này khảm vào trong không gian vạn trượng. Kinh Tiên Sinh cười nói.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ tiền bối có thực lực kinh người, muốn hủy diệt sợi dây này cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên lấy thực lực của kỳ tiền bối bây giờ, nếu như tiêu hao quá nhiều ở trên tử duy tuyến này, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Không muốn ta xóa đi mảnh không gian này à? Không có việc gì, ta không xóa đi là được rồi chứ gì. Nàng nhìn về phía đám người kinh tiên sinh này. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy còn chờ gì nữa? Tới đi. Tới. Kỳ Bỉ Thiên trước sau vẫn tươi cười. Kinh tiên sinh khẽ gật đầu. Vậy thì do ta tới đánh trận đầu đi. Vừa dứt lời, kinh tiên sinh bước về phía trước một bước này giống như thiên sơn rơi xuống đất. Không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên run lên, ngay sau đó bắt đầu đè ép xuống từng tầng. Đè ép không gian. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn không gian xung quanh và lắc đầu cười. Ngươi lợi dụng tử duy tuyến để cường hóa không gian ở đây, chính là muốn hạn chế năng lực của ta, do đó tăng cường năng lực của ngươi, không thể không nói, ý tưởng này của ngươi thật sự rất hay, đáng tiếc, ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, tay trái của Kỳ Bỉ Thiên nắm chặt thành quyền, sau đó đấm về phía trước. Ầm, một quyền này đánh ra, không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu điên cuồng rung lên. Một lực lượng cường đại không ngừng phá hủy không gian xung quanh nàng. Mà giờ phút này, kinh tiên sinh này vẻ mặt có chút khó coi. Lực lượng của Kỳ Bỉ Thiên quá mạnh mẽ. Lực lượng cường đại đến mức hắn hoàn toàn không có cách nào trấn áp được Kỳ Bỉ Thiên. Kinh tiên sinh không dám khinh thường, quay đầu lại nhìn xung quanh. Trợ giúp ta phong ấn nàng. Phong ấn? Vì sao không giết nàng? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đây chính là giọng nói giáo chủ hồn giáo. Hắn hy vọng Kỳ Bỉ Thiên chết hơn ai khác, bởi vì Kỳ Bỉ Thiên vừa chết, Dương Diệp sẽ không có chỗ dựa vững chắc, nếu như Dương Diệp không chỗ dựa vững chắc, hồn giáo có thể giết Dương Diệp. Thù oán giữa hồn giáo cùng Dương Diệp đã không có cách nào hòa giải được nữa. Phải nói là mối thù giữa Dương Diệp, hồn giáo và Vĩnh Hằng Quốc cũng không có cách nào hòa giải. Kinh tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn giáo chủ hồn giáo. Giết nàng, thiên mệnh còn không giết được nàng, người lấy cái gì để giết? Giết? Không. Ngay từ lúc đầu kinh tiên sinh đã chưa từng nghĩ tới chuyện giết Kỳ Bỉ Thiên, loại tồn tại này căn bản không giết chết được, phải nói là bọn họ không thể giết chết. Cho dù bây giờ nàng không phải là đỉnh phong, cho dù nàng phong ấn một phần năng lực của mình, cho dù bây giờ nàng bị thương rất nặng, nhưng bọn họ vẫn không thể giết. Cho dù hắn và Kỳ Bỉ Thiên ở cùng thuộc một thời đại, nhưng điều này lại giống như bây giờ có rất nhiều người cùng cấp với Dương Diệp. Tuy rằng bọn họ cùng Dương Diệp một về một thời đại, nhưng cấp bậc căn bản không giống nhau. Phong ấn. Ngay từ đầu kinh tiên sinh đã dự định phong ấn Kỳ Bỉ Thiên. Đương nhiên, dựa vào năng lực của một mình hắn thì hoàn toàn không được, nhưng bây giờ hắn không phải chỉ có một mình. 307. Chẳng bao lâu, xung quanh có rất nhiều lực lượng cường đại xuất hiện ở trên không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Khi những lực lượng này xuất hiện, không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên toàn vốn run rẩy đã bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Không chỉ có vậy, tử duy tuyến quấn lấy không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên cũng bắt đầu co lại về phía nàng. Không chỉ có vậy, có ít nhất 4 loại vực xuất hiện ở xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Phía xa, hoàng đế cười nói. Thủy vực, hồn vực, thời không vực, ủa, đây là vực gì? Sao ta chưa thấy qua? Trong mắt hoàng đế lộ ra hứng thú rất lớn. Niệm vực. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Một loại vực do người tu luyện tinh thần lĩnh ngộ đi ra, vực lấy lực tinh thần là đệm, có thể tạo thành uy áp cực lớn cho tinh thần người ta, phải nói là lực trấn áp tinh thần đối thủ, khiến người ta rơi vào ngủ say. Loại vực này có thể giết người một cách vô hình, chỉ có chút không cẩn thận, sẽ lặng lẽ chết lúc nào không hay. Hoàng đế nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi nói lợi hại như vậy, nhưng ta thấy ngươi vẫn chưa bị ảnh hưởng. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, ý chí thiên đạo còn không thể gây thương tổn đến ta, chỉ là niệm vực này thì quá yếu. Hoàng đế khẽ gật đầu, đại lão lợi hại, hắn tránh qua một bên. Phía xa, Kỳ Bỉ Thiên tuyệt đối không phản kích, nhưng trong không gian xung quanh vẫn có tử duy tuyến co lại với tốc độ càng lúc càng chậm. Không chỉ có vậy, càng lúc càng nhiều lực lượng cường đại không ngừng lao vọt về phía Kỳ Bỉ Thiên. Thân ở trung tâm vòng xoáy lực lượng Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn bên phải, nơi đó chỉ thấy trống rỗng.
Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt và nhìn về phía dưới. Bên dưới, Nhị Nha còn đang không ngừng đấp lên trên cầu, mỗi lần nắm đấm của nàng hạ xuống đều có thể làm cho cầu rung lên, không chỉ có vậy, bây giờ nàng đã phá hủy gần nghìn trượng thân cầu. Mà nàng vẫn còn tiếp tục. Người Thủy Nguyên Địa tất nhiên sẽ không để cho nàng tiếp tục như thế. Bây giờ Nhị Nha đứng dưới cầu, Phổ Biên Thủy đột nhiên cuồn cuộn nổi sóng, rất nhanh đã thấy có một con quái vật khổng lồ từ bên trong Vô Biên Thủy bơi ra. Khí tức cường đại lập tức phong tỏa Nhị Nha. Nhị Nha ngừng lại và xoay người nhìn về phía quái vật khổng lồ kia. Nàng không nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của quái vật khổng lồ kia, bởi vì toàn thân nó đều bị Vô Biên Thủy bao quanh. Những Vô Biên Thủy kia thật ra lại tương đương với một lớp giáp bảo hộ. Lớp giáp bảo hộ rất dày. Nắm đấm của Nhị Nha đột nhiên biến thành chảo. Nhị Nha đi về phía quái vật khổng lồ kia, ở trong mắt nàng chỉ có sự lạnh lùng. Lạnh lùng vô tận. Đây là Nhị Nha đã tức giận tới cực điểm, cũng là Nhị Nha ở trạng thái cuồng bạo. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp chính là người thân của nàng, người thân thiết nhất, đặc biệt là Tiểu Bạch. Quan hệ giữa nàng cùng Tiểu Bạch tốt đến mức có thể cùng ăn một viên mứt quả. Có thể nói Tiểu Bạch không chỉ là vảy ngược của Dương Diệp, càng là vảy ngược của Nhị Nha. Nhị Nha xông tới. Suy suy suy. Ở đó, từng âm thanh phá không đầy chói tai đột nhiên vang lên. Dưới móng vuốt của Nhị Nha, lớp giáp bảo vệ Vô Biên Thủy lại giống như tờ giấy mỏng, bị nàng dễ dàng xé rách, sau đó nàng trực tiếp cắn về phía quái vật khổng lồ kia. Một cảnh tượng trông rất tức cười xuất hiện. Bởi vì Nhị Nha quá nhỏ, miệng của nàng tất nhiên cũng rất nhỏ, vậy mà nàng lại có thể dùng để cắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều phì cười. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không thể cười được nữa. Bởi vì quái vật khổng lồ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hơn nữa, hình thể của quái vật khổng lồ kia đang thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh. Nhị Nha đang ăn sống. Ăn sống quái vật khổng lồ kia. Nàng ăn chính là năng lượng trong cơ thể của quái vật khổng lồ kia. Đương nhiên, nàng cũng ăn thịt, hơn nữa còn là ăn sống. Quái vật khổng lồ kia chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó muốn phản kháng, nhưng nó căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nó bị áp chế. Phía xa, hoàng đế nheo mắt lại. Huyết mạch áp chế, có chút thú vị, không ngờ lại có thể áp chế yêu thú còn mạnh hơn mình. Con yêu thú kia là cấp bậc mệnh cảnh đấy. Nhưng Nhị Nha lại áp chế nó. Mà Nhị Nha mới là cấp bậc chủ cảnh. Trong không trung, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cong lên. Lực huyết mạch cuối cùng đã thức tỉnh một chút rồi sao? Bên kia, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng giết chóc, trong thủy nguyên địa tràn ngập một sát ý ngập trời. Bây giờ, dưới kiếm của hắn không biết đã có bao nhiêu người chết. Hắn gặp người lại giết. Hắn đã giết tới nghiện rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết. Nhưng chẳng bao lâu, một đường ánh sáng bạc chợt lóe lên. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện 6 người. Dẫn đầu là một lão già cầm trường đao trong tay. Đó là tông chủ ma đao, cổ ma. Cường giả mệnh cảnh. Mà sau lưng lão già này đều là cường giả mệnh cảnh. Bọn họ đều là thế lực của thế giới Thủy Nguyên Địa. Cổ ma lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Giết chóc tới phát điên thì chẳng khác nào một con súc sinh, hôm nay mạng ngươi nên dừng lại ở đây rồi. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một vật nhỏ lông xù xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lạnh lùng liếc nhìn cổ ma, sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ không gian phía xa, nàng há miệng ra. Một chữ bay ra. Nhưng không có tiếng nói. Tú. Trong không trung, hoàng đế quay đầu nhìn lại. Ở Vô Biên Thủy bên kia có một tiểu nữ hài đang chậm rãi đi về phía bên này. Tiểu nữ hài này có hình dáng không khác mấy với Kỳ Bỉ Thiên. Cũng là tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, tản ra từng gợn ánh sáng u ám. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, hoàng đế nheo mắt lại. Tộc trưởng Hư Linh tộc, Thiên Tú. Thiên Tú. Trước mặt Dương Diệp. Đám người cổ ma cũng nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt đám người cổ ma có thêm sự đề phòng, nhưng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đây là thế giới Thủy Nguyên Địa. Chỉ cần Kỳ Bỉ Thiên không ra tay, bọn họ thật sự chưa từng sợ ai. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, toàn thân Dương Diệp tản ra sát ý nồng đậm. Khi Thiên Tú tiếp cận,
hắn trực tiếp giơ kiếm chém về phía Thiên Tú. Thiên Tú nhìn Dương Diệp nhưng không hề né tránh. Khi kiếm của Dương Diệp trực tiếp hạ xuống còn cách đỉnh đầu Thiên Tú có một trượng lại đột nhiên ngừng lại. Trong mắt đỏ như máu của Dương Diệp nhìn chằm chằm vào Thiên Tú, dần dần, hắn thu kiếm lại, sau đó xoay người tiến về phía đám người cổ ma. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt ở trên vai hắn. Đó là tay của Thiên Tú. Bị cái tay này giữ lại, Dương Diệp lập tức không thể nhúc nhích. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, sau đó bỗng chốc lại khóc òa. Chẳng bao lâu, móng nhỏ của nàng chỉ vào trán của mình, nơi đó vẫn còn có một vết thương. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại, một bàn tay khác của nàng nắm chặt lại. Sau một lúc lâu, nàng mở mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, mỉm cười. Ta giúp ngươi giết sạch bọn họ. Dựa vào ngươi sao? Đúng lúc này, cổ ma đột nhiên lạnh lùng nói. Thiên Tú bỗng nhiên quay đầu lại, trong phút chốc, một tia sáng u ám chợt lóe lên ở nơi đây. Đồng tử của cổ ma đột nhiên co lên. Giờ phút này, thần sắc hắn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không dám có chút sơ suất nào, hai tay cầm đao chợt bổ về phía trước, một đao này hạ xuống, vô biên thủy ở hai bên lập tức dâng lên trăm trượng cao. Lực lượng mạnh mẽ giống như có thể nghiền nát tất cả. Mà lúc này, đường ánh sáng u ám đã đến. Suy! Ở trong ánh mắt của vô số người, đao quang kia lập tức bị đường ánh sáng u ám này chém nát, ngay sau đó, một bóng người chợt lóe lên. Tốc độ nhanh tới mức rất nhiều người đều không nhìn thấy gì. Rất nhanh, ở đó đã trở nên yên tĩnh. Bởi vì Thiên Tú đã xuất hiện ở trước mặt cổ ma, cùng lúc đó, một tay nàng giữ lấy cổ họng của cổ ma. Cổ ma nhìn chằm chằm Thiên Tú, đao trong tay hắn điên cuồng rung động, một ma ý ngập trời điên cuồng từ trong thanh đao chấn động ra. Nhưng những ma ý này đều bị một tia sáng u ám chống đỡ. Đôi môi của Thiên Tú mở ra. Quy khư. Vừa dứt lời, ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể cổ ma đột nhiên bị một tia sáng u ám bao vây, thoáng cái đã dần dần trở nên mờ ảo. Không! Vành mắt cổ ma muốn nứt ra, phát ra một tiếng gầm thét giận dữ thê lương. Mà lúc này, mấy cường giả mệnh cảnh còn lại ở phía sau cổ ma đa trực tiếp xông về phía Thiên Tú. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía mấy cường giả mệnh cảnh này, trong phút chốc, không gian trước mặt nàng trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, rất nhiều ánh sáng u ám giống như từng thanh đao nhanh chóng hiện ra. Suy 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 suy. Ở đó, không gian dễ dàng bị xé rách. Những cường giả mệnh cảnh thầm khiếp sợ, tất cả đều lui về phía sau. Nhưng một người trong đó lui lại chậm hơn đã trực tiếp bị một tia sáng u ám trong đó chém chúng, lập tức hóa thành hư vô. Phía xa, hoàng đế nhíu mày. Lực pháp tắc đại đạo. Trong những ánh sáng u ám này ẩn chứa lực pháp tắc đại đạo. Tuy nhiên hắn cũng không biết đó là loại pháp tắc đại đạo nào. Cách đó không xa, cơ thể của tông của ma đao trong tay Thiên Tú đã dần dần nứt ra, cứ như vậy đến khi hoàn toàn biến mất. Đó là SJW áp chế không cần suy nghĩ. Giết chết trong nháy mắt không cần suy nghĩ. Giờ phút này, những cường giả mệnh cảnh còn lại hoàn toàn ngây người. Thiên Tú chém giết tông chủ ma đao tông, nàng không lại ra tay mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trên không trung. Ngươi có cần giúp không? Nghe thấy Thiên Tú nói vậy, Kỳ Bỉ Thiên lại lắc đầu. Không có việc gì, ngươi để ý hắn một chút. Sát vực của hắn vừa hình thành nên không có cách nào khống chế được, hắn có khả năng sẽ bị sát ý hoàn toàn ăn mòn. Thiên Tú lắc đầu. Không cần, cứ để cho hắn phóng ra. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Đường ánh sáng u ám trước đó bao phủ lấy Dương Diệp đột nhiên biến mất, hắn nhanh chóng khôi phục lại tự do. Sát ý. Bây giờ tình cảnh của Dương Diệp thật ra không quá tốt, sát niệm cùng sát ý của hắn quá mạnh mẽ, đặc biệt là sát niệm quá lớn. Điều này đã vượt qua phạm trù cảnh giới bản thân hắn. Dưới tình huống này, Dương Diệp rất có thể bị sát ý cùng sát niệm của bản thân cắn nuốt. Nếu muốn tránh được mối họa này thì chỉ có hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên chính là bây giờ Thiên Tú ra tay, trấn áp sát ý cùng sát niệm của Dương Diệp, để cho kiếm ý của hắn đi ra. Như vậy Dương Diệp lại có thể bình thường. Còn có một cách khác tương đối nguy hiểm, đó chính là để cho hắn phóng thích ra. Điên cuồng phóng ra sát ý cùng sát niệm của mình. Lấp kín không bằng khơi thông. Đây là cách làm của Thiên Tú, tuy nhiên điều này cũng có nguy hiểm, bởi vì sát ý cùng sát niệm này quá mạnh mẽ, không áp chế mà để cho hắn điên cuồng phóng ra,
Tệ nhất là hắn sẽ bị mình phóng ra tới chết, nhưng hắn cũng có khả năng đạt được thành tựu. Sau khi Dương Diệp đã hết bị ràng buộc, hắn trực tiếp lao về những cường giả mệnh cảnh kia. Ngoài ra, An Nam Tĩnh cũng vọt tới. Bây giờ Dương Diệp không phải rất bình thường, nàng rất lo lắng nên phải theo sát. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch dùng móng nhỏ chỉ vào Dương Diệp phía xa, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Thiên Tú mỉm cười. Không cần lo lắng đâu, hắn sẽ không có chuyện gì, ngươi nên tin tưởng hắn. Tiểu Bạch cọ đầu vào đầu của Thiên Tú đầu, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Lúc này, Nhị Nha đã ăn sạch yêu thú dưới vô biên thủy lúc trước. Nàng là ăn sống đấy. Giờ phút này Nhị Nha đầy tà ác, đầy hung bạo. Khí thế tàn ác quá đủ. So với trên người của Dương Diệp phát ra khí thế tàn ác bây giờ thì cũng đủ rồi. Dường như cảm giác được điều gì đó, Nhị Nha ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, đôi mắt đẫm lệ của nàng đã khôi phục lại tỉnh táo, nàng nhìn Tiểu Bạch và tuét miệng cười, khóe miệng vẫn còn máu tươi tràn ra. Tiếp theo, nàng xoay người tiếp tục đi đập cầu. Nàng muốn hoàn toàn hủy diệt cây cầu kia. Phải nói là nàng muốn hủy diệt cả thế giới này. Trong lòng Dương Diệp đầy sát ý cùng sát nghiệp, trong lòng nàng lại đầy phẫn nộ. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hoàng đế. Nên dùng cách nào để phá hủy thế giới này nhanh nhất? Hoàng đế nheo mắt lại. Nếu như các ngươi thật sự làm thế, sợ rằng sẽ không quá tốt đâu. Vì sao? Thiên Tú hỏi. Hoàng đế cười nói. Rất nhiều thế lực đều có lợi ích ở đây. Ví dụ như, âm giới, ám thế giới, hư vốc giới, tử linh giới. Còn có một vài cường giả thần bí, những người đến từ thời đại xa xôi, bọn họ đều đang ở nơi đó tu luyện, nếu như mạnh mẽ hủy diệt thế giới này sẽ làm ảnh hưởng đến chỗ đó, cũng chính là sử dụng tiền cổ hay có hồn tiền mới có thể đi vào chỗ đó. Những người này sẽ không đáp ứng. Thiên Tú lắc đầu. Ta không cần bọn họ đáp ứng. Hoàng đế nhìn Thiên Tú rất lâu, sau đó nói. Thật sự ảnh hưởng đến chỗ đó, tình cảnh của các ngươi có thể còn tệ hơn bây giờ, thậm chí càng không thể cứu vãn được. Thiên Tú mỉm cười. Vậy thì không cần cứu vãn. Vừa dứt lời, tay phải của Thiên Tú ấn nhẹ xuống dưới. Trong phút chốc, những vô biên thủy phía dưới trực tiếp sôi trào và đột nhiên lăn lộn. Chúng hình thành từng đợt sóng chấn động lao về bốn phía xung quanh. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ bên phải Thiên Tú. Rất nhanh đã thấy có một lão già mặc áo bào đen xuất hiện ở cách Thiên Tú không. Đứng đầu thiên điện, Huyền Lâm. Lúc này, Hoàng đế đột nhiên nói. Hắn không có khả năng là cường giả mệnh cảnh bình thường. Ánh mắt Thiên Tú nhìn Huyền Lâm. Vẫn còn càn rỡ hơn nữa, ngươi cứ từ từ mà xem. Dứt lời, nàng vung tay phải lên. Ầm. Rất nhiều vô biên thủy hóa thành từng mũi tên nước đẩy về phía xa. Phá hủy. Mục đích của Thiên Tú chỉ có một, đó chính là điên cuồng phá hủy, điên cuồng hủy diệt. Trước mặt Thiên Tú, vẻ mặt Huyền Lâm lập tức khó coi, hắn tuyệt đối không ra tay, bởi vì hắn không nắm chắc phần thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong không trung phía chân trời, Kỳ Bỉ Thiên còn đang giằng co cùng những người này. Những người này đang dần dần phong ấn Kỳ Bỉ Thiên, nàng dường như đã không thể động đậy, nhưng cũng không phản kháng kịch liệt. Chỉ có điều phong ấn của bọn họ đang bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Nói một cách đơn giản, bây giờ hai bên bọn họ không thể làm gì được người khác. Thật ra, lúc này bất kể là Huyền Lâm hay đám người chủ nhân thần cư đều tương đối sốt ruột. Bởi vì Thiên Tú xuất hiện làm cho nhiều chuyện xuất hiện biến hóa. Ngay từ lúc đầu, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đối phó với Kỳ Bỉ Thiên, bởi vậy khi Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện, bọn họ cũng không hoảng sợ. Nhưng bọn họ chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Thiên Tú. Thiên Tú xuất hiện. Hơn nữa, nàng còn là cường đại như vậy. Thiên Tú thấp nhất cũng phải là cường giả mệnh cảnh cấp, ở trên cảnh giới có thể kém hơn Kỳ Bỉ Thiên, nhưng thực lực của nàng cũng rất mạnh mẽ. Nàng thật sự rất mạnh, cho dù mạnh mẽ như người đứng đầu thiên điện, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Thiên Tú. Lúc này, Huyền Lâm nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế! Nếu như bọn họ thật sự phá hỏng thế giới này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chỗ đó, người quả thật không ra tay à? Thật ra thực lực của Hoàng đế làm cho người của tất cả thế lực thủy nguyên địa đều phải kiêng kỵ. Bởi vì trước đây linh tổ tham gia vào cuộc chiến, thủy nguyên địa thu được lợi ích, đứng ở bên phía Vĩnh Hằng Quốc. Một lần đó,
Sự mạnh mẽ hoàng đế làm cho tất cả thủy nguyên địa đều kinh hãi. Mà qua nhiều năm như vậy, hoàng đế rốt cuộc mạnh tới mức nào, thật ra trong lòng bọn họ cũng không chắc. Nhưng bọn họ có thể xác định, nếu như hắn ra tay tuyệt đối có thể ngăn cản được nữ tử trước mắt này. Bao gồm cả đám người Dương Diệp cũng vậy. Hoàng đế lắc đầu cười. Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Huyền Lâm nhìn chằm chằm hoàng đế. Ngươi không sợ sau này chúng ta lại đứng ở bên phía Vĩnh Hằng Quốc sao? Khóe miệng hoàng đế hơi cong lên. Ngươi có tin bây giờ ta lại bóp chết ngươi không? Huyền Lâm nhìn hoàng đế rất lâu, cuối cùng hắn không lựa chọn cứng rắn đầu đầu. Trong trận chiến năm đó, bọn họ đã từng giao đấu. Hắn thất bại. Huyền Lâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Nếu các ngươi muốn hủy diệt thế giới thủy nguyên địa, vậy phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả đi. Vừa dứt lời, hắn lấy ra một bùa chú và bóp nát. Trong phút chốc, một tiếng xé không vang lên. Cách đó không xa, hoàng đế cười nói. Hắn gọi trợ thủ, chuyện này càng lúc càng vui rồi. Giúp đỡ. Phía xa, sắc mặt Thiên Tú không hề thay đổi. Nhất định phải phá hủy thế giới này. Đây là thái độ của Thiên Tú nàng. Cũng là thái độ của đám người Dương Diệp cùng Nhị Nha. Tất cả thế giới thủy nguyên địa đã bắt đầu bị tổn thương tới bản. Nguyên, bởi vì theo Nhị Nha không ngừng đập cầu, rất nhiều vô biên thủy đã bắt đầu tràn về bốn phía xung quanh. Còn có sát ý của Dương Diệp, sát vực cùng sát ý của hắn đi qua nơi nào, nhất định sẽ có máu chảy thành sông. Giết chóc. Nếu như trước đó nói kiếm ý của Dương Diệp là kiếm ý thuần túy, kiếm tâm thuần túy, vậy bây giờ xem như hắn có sát ý thuần túy, sát niệm thuần túy, sát tâm thuần túy, một khi đã phóng ra thì có nghĩa là không áp chế, lại có nghĩa là sát ý cùng sát niệm của hắn có thể mạnh mẽ đến cực hạn. Sát ý ngập trời liên tục không ngừng, trong thế giới thủy nguyên địa càng lúc càng nhiều bị sát ý ăn mòn, cuối cùng, những người này bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Mà mấy cường giả mệnh cảnh đối chiến với Dương Diệp căn bản không dám tới gần Dương Diệp, chỉ có thể lùi lại tránh né. Bởi vì một khi tới gần, bản thân bọn họ ở bên trong sát vực Dương Diệp đều không có cách nào chống lại luồng sát ý này. Trừ khi bọn họ chuyên tâm chỗ kinh lại sát ý, không phân tâm chiến đấu cùng Dương Diệp. Nhưng bọn họ có thể làm được như vậy sao? Về phần hoàng đế, bắt đầu hắn chỉ đứng ngoài quan sát, cho dù tới bây giờ, hắn vẫn đứng ngoài quan sát. Thiên Tú dẫn theo Tiểu Bạch đứng ở trên không trung, tuy nhiên ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp rất không ổn định, nàng cần phải luôn luôn chú ý. Về phần Huyền Lâm, Thiên Tú không ra tay, hắn lại không dám ra tay. Thiên Tú là người thời đại này, mặc dù nàng không có cổ xưa như Kỳ Bỉ Thiên, không có thần bí lai lịch như vậy, nhưng nàng cùng Hoàng Đế đều là những người ưu tú nhất của thế giới này. Một đấu một, trong mệnh cảnh. Cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng không ai dám nói mình nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng nàng. Về phần nàng rốt cuộc mạnh tới mức nào, đây cũng là một điều bí ẩn. Còn có Kỳ Bỉ Thiên cùng Hoàng Đế, cộng thêm Thiên Tú, thực lực rốt cuộc đến trình độ nào, cũng là một điều bí ẩn. Đúng là một câu hỏi lớn. Có thể nói, lần này bất kể kết cục thế nào, Thủy Nguyên Địa đều chịu thiệt, hơn nữa còn là thua thiệt lớn. Bởi vì sau khi trải qua chuyện lần này, thực lực chỉnh thể của Thủy Nguyên Địa ít nhất phải giảm xuống 5 phần. Đương nhiên, nếu như là kết quả xấu nhất, đó chính là Thủy Nguyên Địa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, theo Huyền Lâm thấy thì điều này căn bản không thể xảy ra. Chỗ này có liên quan tới địa phương thần bí kia. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là đám người Kỳ Bỉ Thiên cùng thần cư chiến đấu trong không trung. Người kia mới thật sự là quan trọng nhất. Nếu như nhiều cường giả siêu cấp như vậy đều không trấn áp được Kỳ Bỉ Thiên. Vậy bọn họ lại thật sự tuyệt vọng, nhưng sẽ không sao đâu. Dù sao, ngay cả vị đại lão thần bí kia cũng đã ra mặt. Lần này có rất nhiều cường giả thần bí xuất hiện. Đúng lúc này, Thiên Tú nheo mắt lại. Phía xa, vào giờ phút này sát vực cùng sát ý của Dương Diệp đột nhiên bị một lực lượng thần bí trấn áp. Trên người Nhị Nha cũng giống như có hàng vạn ngọn núi lớn ép xuống. Áp lực cùng lực lượng mạnh mẽ làm cho nàng cũng không có cách nào vung quả đấm lên được. Lúc này, một lão già lưng còng xuất hiện ở cách Thiên Tú không xa. Lão già mặc một áo choàng dài rất cũ kỹ, đã mất đi màu sắc vốn có. Hắn rất già nua, trên mặt không chỉ có rất nhiều nếp nhăn, còn có rất nhiều đốm trắng cùng điểm đen, tóc hắn ít đến mức thấy thương,
chỉ có một sợi lơ thơ trên đỉnh đầu. Dưới chân hắn là đôi giày rơm. Lão già liếc nhìn Dương Diệp bên dưới và nhíu mày, rất nhanh, hắn đã thu hồi ánh mắt. Khi nhìn sang Nhị Nha, trong mắt hắn có một tia nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên trong không trung. Lúc nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên, hắn khẽ thở dài. Uyên chủ đại nhân, ngươi thành thật ở nơi đó thì nó làm sao có thể cảm giác được ngươi chứ? Bây giờ ngươi đi ra, cho dù chúng ta không bắt ngươi thì thiên cũng sẽ bắt ngươi thôi. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Tú trước mặt, trong mắt hắn có chút phức tạp. Mỗi thời đại đều có người với tài năng kinh diễm, không thể nghi ngờ ngươi cùng Hoàng đế là người xuất sắc nhất trong thời đại này. Cảm ơn đã khen. Hoàng đế cười nói. Lão già liếc nhìn Hoàng đế, sau đó nói. Ngươi có dã tâm rất lớn. Hoàng đế cười nói. Ta cũng không có cách nào, thực lực càng mạnh thì dã tâm dĩ nhiên phải càng lớn. Đây là thiên tính của con người rồi. Lão già nhìn Hoàng đế một lúc lâu, sau đó nói. Năm đó chúng ta nên ra tay, bóp chết ngươi trước khi ngươi trưởng thành mới đúng. Đáng tiếc, năm đó chúng ta e này sợ kia mới bỏ lỡ cơ hội này. Hoàng đế mỉm cười. Vậy ta lại cảm ơn các ngươi năm đó đã không giết ta. Lão già không để ý tới Hoàng đế, mà nhìn về phía Thiên Tú. Thế giới Thủy Nguyên Địa có ảnh hưởng đến chỗ đó, đó là nơi ở cuối cùng của đám lão già chúng ta. Các hạ có thể giơ cao đánh khẽ không? Đương nhiên, nếu như đám người các hạ bằng lòng dừng tay, đám người các hạ, bao gồm cả linh tổ này đều có thể bình yên rời đi. Ngoài ra, sau, thế giới Thủy Nguyên Địa sẽ không dính vào chuyện của Vĩnh Hằng Quốc cùng với linh tổ nữa. Dừng tay. Rõ ràng, lão già từ trong đó đi ra cũng không muốn đánh nhau. Bởi vì điều này là vô nghĩa. Đánh thật ra không có lợi cho bọn họ, những người này muốn hủy diệt thế giới Thủy Nguyên Địa. Người chỗ đó cũng không muốn tham dự vào chuyện giữa bọn họ cùng thế giới Thủy Nguyên Địa. Nếu như không phải đám người Thiên Tú muốn hủy diệt thế giới này, hắn chắc chắn sẽ không đi ra dính vào những chuyện lộn xộn này. Chuyện này quá bực mình. Thiên Tú lắc đầu. Bỏ qua, đương nhiên không phải là không thể được. Như vậy đi, các ngươi giúp chúng ta giải quyết tất cả thế lực, tất cả mọi người của thế giới Thủy Nguyên Địa. Chúng ta sẽ có thể không cần phá hủy thế giới này nữa. Các ngươi thấy thế nào? Giết sạch thế giới này tất cả mọi người. Lão già mỉm cười. Xem ra là không thể đồng ý. Nhưng điều này cũng là bình thường thôi. Ta chưa từng nghĩ tới có thể nói được. Nếu các ngươi tự tin và muốn chiến đấu, vậy đám lão già chúng ta lại đánh một trận cùng các ngươi. Vừa dứt lời, lão già từ từ nhắm hai mắt lại. Suy. Ở đó dường như có thứ gì bị xé rách. Chẳng bao lâu, quanh người Thiên Tú xuất hiện một lực lượng thần bí. Lực lượng mắt thường không thể nhận ra. Thiên Tú có thể thấy được, phải nói là nàng có thể cảm nhận được. Đây là niệm lực. Một loại lực tín niệm, cùng loại với một thương niệm lực của An Nam Tĩnh. Đương nhiên, thành tựu của lão già còn cao hơn An Nam Tĩnh rất nhiều. Cho dù là sư phụ của An Nam Tĩnh cũng kém hơn lão già này. Lực tín niệm mạnh mẽ lập tức đi tới trước mặt Thiên Tú. Nếu như là mệnh cảnh bình thường, tuyệt đối sẽ bị lực niềm tin này giết chết trong nháy mắt. Nó quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, ở trước mặt lão già này là Thiên Tú, vị này đã từng người ưu tú nhất của hư linh tộc. Thiên Tú chậm rãi giơ tay phải lên, từng ánh sáng u ám từ trong lòng bàn tay của nàng chấn động ra. Mỗi tia sáng u ám đều ẩn chứa một loại pháp tắc đại đạo. Suy 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 suy. Ở đó, từng âm thanh chói tại không ngừng vang lên, lấy Thiên Tú cùng lão già làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu chôn vùi từng tấc một. Mà vào lúc này, Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại, đôi môi mở ra. Quy khư. Vừa dứt lời, lão già kia bắt đầu không ngừng lùi về phía sau, mà ở quanh người hắn xuất hiện từng sóng lửa, lúc đầu chúng còn rất nhỏ bé, nhưng dần dần đã lớn hơn. Đại đạo chân ngôn. Phía xa, lão già nhíu mày, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Ngươi lại có thể nắm giữ loại năng lực này. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp trở nên mờ ảo, thoáng cái. Ngọn lửa quanh người hắn bắt đầu mờ đi. Cách đó không xa, Hoàng đế đột nhiên cười nói. Tú tộc trưởng, người trước mắt ngươi đến từ thời đại mà ngay cả thiên mệnh cũng phải kiêng kỵ, nếu như ngươi không nghiêm túc điểm thì không có cách nào giết chết hắn được đâu. Đúng lúc này, ở trước mặt Thiên Tú xuất hiện một thanh đao. Một thanh đao không biết từ nơi nào đến. Khi thanh đao này xuất hiện, trong chớp mắt, thế giới xung quanh Thiên Tú dường như bị đông cứng lại.
thứ duy nhất có thể chuyển động chính là thanh đao kia. Thanh đao kia lấy một loại tốc độ quỷ dị lao về phía Thiên Tú. Một đao này đã vượt qua thời gian, thời không, không gian. Nói một cách đơn giản, nó vượt qua không gian thứ nguyên ba chiều, không gian ba chiều thời gian, thời không, không gian đã không có bất kỳ hạn chế nào đối với nó. Thiên Tú rõ ràng cũng phát hiện ra điều đó. Sắc mặt nàng không đổi, trong phút chốc, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, thoáng cái liền có rất nhiều ánh sáng u ám trào ra khỏi cơ thể nàng. Ầm, không gian chỗ Thiên Tú đứng lập tức hóa thành hư vô. Phía xa, hoàng đế nheo mắt lại. Có chút thú vị, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Thiên Tú trực tiếp phá vỡ không gian ba chiều. Bất kể là đao hay là Thiên Tú, mặc dù không có bước vào không gian tứ duy, nhưng lúc này bọn họ không ở không gian ba chiều. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính là Thiên Tú cùng thanh đao kia thuộc về cùng một không gian. Khi thanh đao kia ở cách giữa chân mày Thiên Tú còn có một tấc liền ngừng lại. Hai ngón tay Thiên Tú kẹp lấy thanh đao kia, trong phút chốc, hai ngón tay nàng hất sang một bên. Suy, thanh đao lớn này bay ngược ra. Nhưng chẳng bao lâu, thanh đao ngừng lại, ở phía trước thanh đao là một nam tử trung niên với sắc mặt tái nhợt. Người này mặc một trường bào màu trắng, dáng vẻ anh tuấn, tóc dài dựng thẳng từng sợi sau đầu. Nam tử trung niên có khí chất giống như thiên sơn tuyết liên, không dính một hạt bụi. Mà ở bên phải hắn là lão già vừa rồi. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng liếc nhìn Dương Diệp bên dưới. Trần Huyền An năm đó cũng không có sát ý này, đương nhiên, nếu như hắn có sát ý mạnh như người vậy, ta có khả năng đã đánh không lại hắn. Tuy ta cũng chưa từng đánh thắng hắn, nhưng thật may cũng không có thua. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tú trước mặt. Ngươi rất lợi hại. Thiên Tú nhìn lướt qua xung quanh. Còn có người sao? Nam tử trung niên mặc áo bào trắng lắc đầu. Ta với Lý lão đầu đấu với ngươi, ta nghĩ, cho dù chúng ta không giết được ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi thì chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Thiên Tú nheo mắt lại lên. Mục tiêu của các ngươi là hắn. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng gật đầu. Không vội, ngày hôm nay chúng ta sẽ giết cả ngươi và người phía trên kia, chỉ có điều, trước hết phải giết hai kẻ yếu phía dưới đã. Nam tử trung niên vừa dứt lời, bên dưới. Suy suy. Theo hai tiếng xé không vang lên, hai thanh trường kiếm chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong phút chốc, ầm ầm, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trước ngực của hai người bọn họ đều cắm hai thanh kiếm bay mấy ngàn trượng, cuối cùng, hai thanh kiếm này cắm Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ở trên cầu kia. Máu tươi văng ra khắp nơi. Chẳng biết từ lúc nào, ở trên cầu đã xuất hiện một lão già đeo ba thanh trường kiếm. Lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ta là Kiếm Cổ Thiên, tông chủ đời thứ hai của Cổ Kiếm Tông. Đương nhiên, đó là trước kia. Đúng lúc này, lão già ngừng lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một vật nhỏ lông xù màu trắng. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc nhìn Nhị Nha bên dưới, Nhị Nha đã bị trấn áp. Có thể nhìn ra được nàng rất đau đớn. Tiếp theo, nàng lại liếc mắt nhìn Thiên Tú. Lúc này đã có ba gã cường giả siêu cấp quấn lấy Thiên Tú. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch khóc. Sau khi khóc một hồi, móng nhỏ của Tiểu Bạch khép lên, từng linh khí vô hình từ trong cơ thể nàng chấn động ra. Cùng lúc đó, miệng nhỏ của nàng há ra. Nói không thành tiếng. Nàng nói bốn chữ. Vạn giới, giúp ta. Trong phút chốc. Vạn giới giúp ta. Khi thấy miệng của Tiểu Bạch khép mở, hoàng đế phía xa ngây người, rất nhanh lại điên cuồng phá lên cười. Ha ha. Tiếng cười của hoàng đế giống như tiếng sấm làm chấn động tất cả thế giới thủy nguyên địa. Mà Tiểu Bạch trước mặt, sắc mặt Kiếm Cổ Thiên cũng rất khó coi. Ha ha. Phía xa, hoàng đế cười đến sắp rơi nước mắt, hắn nhìn về phía Kiếm Cổ Thiên. Không ngờ được, không ngờ được, ha ha, đúng là làm lão tử cười chết mất. Kiếm Cổ Thiên lạnh lùng liếc nhìn hoàng đế, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người chủ nhân thần cư. Các ngươi đúng là một đám ngu ngốc. Mà giờ phút này, đám người chủ nhân thần lư cũng đang quan sát bên này. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, sắc mặt đám người chủ nhân thần cư cũng lập tức trở nên khó coi. Nếu như có thể, bọn họ sẽ giết chết lão già đã tộc thương Tiểu Bạch một lần, không, phải là một vạn lần, 10 vạn lần.
Ngay từ lúc đầu, lão già kia chỉ muốn chọc giận Dương Diệp, hoặc nói là chỉ muốn chút giận. Dù sao năm đó khi Kỳ Bỉ Thiên tới thế giới này, tất cả mọi người bị Kỳ Bỉ Thiên đánh cho phải cúi đầu, huynh đệ của hắn còn chết ở trong tay của Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vậy, hắn muốn chút giận. Nhưng tìm ai chút giận không được, hết lần này tới lần khác muốn tìm Linh Tổ. Tuy khi đó nàng còn không phải là Linh Tổ, nhưng nàng trở thành Linh Tổ đã là chuyện chắc chắn rồi. Mà bây giờ, tiểu tử này sắp chứng tổ. Tiểu Bạch vừa dứt lời, tất cả thủy nguyên địa lập tức sôi trào. Không đúng, là cả vạn giới bắt đầu sôi trào. Giờ phút này, tất cả Vĩnh Hằng Quốc, rất nhiều linh vật đều nghe được tiếng gọi của Tiểu Bạch. Linh Tổ hô hoán. Vì vậy, trong vạn giới, rất nhiều linh vật, rất nhiều sinh linh đều chạy về phía thế giới thủy nguyên địa. Cả một ít sinh linh đang ẩn nấp ở bên trong thủy nguyên địa cũng bắt đầu chạy về phía Tiểu Bạch. Từng áp lực của linh lực cùng linh khí xuất hiện ở trong thế giới thủy nguyên địa này. Sắc mặt Kiếm Cổ Thiên cực kỳ khó coi. Lúc này, trong không trung truyền đến giọng nói của chủ nhân thần cư. Phong tỏa thế giới thuê nguyên địa, đừng để cho những linh của thiên đại tiến vào. Phong tỏa. Nghe vậy, Kiếm Cổ Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch trước mặt, ba thanh kiếm sau lưng hắn chấn động kịch liệt. Dường như hắn muốn ra tay. Ngươi giết đi. Cách đó không xa, Hoàng đế đột nhiên cười to nói. Kiếm Cổ Thiên, ngươi nhanh giết đi. Thực lực ngươi mạnh như vậy, một kiếm thì vật nhỏ kia sẽ không còn tính mạng. Kiếm Cổ Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhưng không ra tay, cũng không rời đi. Lúc này, Hoàng đế đột nhiên nói. Ngươi đừng nhìn nữa, nhanh đi phong tỏa thế giới thủy nguyên địa đi. Cho ngươi 10 lá gan, ngươi cũng không dám giết chết nàng. Nàng được trời đất che chở, ngươi giết nàng, đời này của ngươi sẽ phải kết thúc. Kiếm Cổ Thiên liếc nhìn Hoàng đế. Trước đây không phải ngươi cũng giết sao? Vẻ mặt Hoàng đế lập tức lạnh xuống. Một tên rác rưởi như ngươi cũng xứng để so sánh với ta sao? Khóe miệng Kiếm Cổ Thiên có chút châm chọc. Hoàng đế, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Rất nhanh, ở bên trong thủy nguyên địa này có vô số đường kiếm quang phóng lên cao, sau đó chấn động về bốn phía của thế giới thủy nguyên địa. Phong tỏa thế giới thủy nguyên địa. Trong bóng tối có rất nhiều cường giả ra tay. Ở phía bên ngoài thế giới thủy nguyên địa càng lúc càng có nhiều sinh linh tập trung. Thật ra, thực lực của những cường giả của thủy nguyên địa cũng không sợ những linh vật thiên địa. Vấn đề là bọn họ tuyệt đối không thể động vào chúng. Động vào thì sẽ xảy ra phiền toái lớn. Ở trong trời đất này, loài người tự giết lẫn nhau, giết tộc khác, ông trời có thể không quản. Nhưng nếu như loài người hoặc tộc khác dám tàn sát những linh vật thiên địa, điều này tuyệt đối sẽ gặp tai ương. Linh vật thiên địa được trời sinh đất dưỡng, những sinh linh này là vũ trụ ba chiều. Nói một cách đơn giản, trên phương diện nào đó thì các nàng cùng một phe với thiên mệnh. Giết ít có lẽ thiên mệnh không cảm giác được, cũng sẽ không quản. Nhưng nếu bọn họ dám tàn sát, đưa thiên mệnh tới. Vậy thì không phải là phiền phức hay không nữa, mà là vấn đề chết thế nào. Sở dĩ đám người bọn họ để ý tới nơi thần bí kia, cũng bởi vì ở đó có một công năng quan trọng, có thể đuổi được thiên mệnh, khiến bọn họ sống tiếp. Bởi vậy, điều bọn họ có thể làm chính là ngăn cản đám linh của vạn vật, không cho những linh vật này tiến vào. Nhưng điều này cũng không phải là kế lâu dài, bởi vì những linh này tập trung lực lượng thiên địa, hoàn toàn không yếu, nếu không, hoàng tộc năm đó cũng không có khả năng bị cứng rắn đánh lùi. Khi đó hoàng đế như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn không thể không lựa chọn rút đi. Bởi vì khi đó, cho dù hoàng tộc thắng lợi cũng chẳng khác nào tự tìm chết, bởi vì đó là thắng lợi được thành lập ở trên phương diện tàn sát vạn linh. Dạo này bên mình đang sửa nội dung mấy chương lỗi cũ cho nên chậm ra chương mới, xin lỗi MN, bây giờ mình vừa làm chương mới vừa sửa chương cũ cho nên tốc độ ra chương sẽ không được như trước, khi nào sửa xong mình sẽ thông báo, mong MN thông cảm nhé. Rất nhiều người đều không biết, trận chiến ấy, hoàng đế đã bị trừng phạt. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến hắn cam tâm tình nguyện ẩn cư nhiều năm như. Vậy, trên cầu... Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp cùng của An Nam Tĩnh. Lúc này, trên người Tiểu Bạch tản ra một khí tức thần thánh, dáng vẻ nàng không thay đổi, nhưng khí tức trên người lại hoàn toàn khác, rất cường đại. Ca ký tức hoàn toàn không yếu hơn cường giả mệnh cảnh. Nếu như linh thiên địa của vạn giới có thể tiến đến, nàng lại có thể tập trung linh,
khi đương nhiên, làm vậy cũng không ngăn cản được, phải biết rằng, bên trong thủy nguyên địa cũng có vô số sinh linh. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lên người Dương Diệp. Thật may, có Hồng Mông tử khí tồn tại, cơ thể Dương Diệp vẫn chưa xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng tình hình của An Nam Tĩnh lại rất tệ. Nàng không có Hồng Mông tử khí. Tiểu Bạch vội vàng phát động rất nhiều Hồng Mông tử khí rót vào trong cơ thể của An Nam Tĩnh. Sau khi Hồng Mông tử khí giúp chữa trị, vết thương trên người An Nam Tĩnh bắt đầu dần dần khép lại. Tuy nhiên, sát ý trên người của Dương Diệp càng thêm nồng đậm. Sát ý quanh người hắn mạnh chưa từng thấy. Lúc này, An Nam Tĩnh đứng lên. Trong phút chốc, trường thương trong tay nàng đột nhiên ném về phía xa. Suy! Phía xa, đỉnh đầu Nhị Nha dường như có thứ gì bị xé rách. Trong nháy mắt, Nhị Nha cảm giác cơ thể nhẹ bỗng, nàng đã trở lại trước mặt An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Lúc này, trên người Nhị Nha vẫn đầy khí thế tàn ác. Dường như cảm ứng được điều gì, Nhị Nha trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp, sau đó trở lại căn nhà trúc nơi Kỳ Bỉ Thiên đã từng ở. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn vào cái hộp trong đó. Nhị Nha đi tới trước cái hộp kia. Cái hộp kia nhanh chóng chấn động mạnh và tự nổ tung. Ngay sau đó, một miếng mảnh vỡ màu trắng thuần lướt đến trước mặt nàng. Mảnh vỡ màu trắng này thuần trực tiếp tiến vào trong cơ thể Nhị Nha. Trong nháy mắt, vị trí nhà trúc trực tiếp hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, đồng tử của Nhị Nha bắt đầu dần dần thay đổi. Đồng tử càng lúc càng đen. Đến cuối cùng, đôi mắt của nàng đã biến thành màu đen tuyền, đen như một hố đen, thâm sâu khó lường. Ngoài ra, móng vuốt của Nhị Nha lại dài ra. Quan trọng nhất là cặp sừng trên đỉnh đầu nàng đã dài hơn trước gấp mấy lần. Hơn nữa, nó còn đang dài ra. Cứ như vậy, các phương diện của Nhị Nha đều đang phát sinh biến hóa. Đặc biệt là khí tức của nàng càng lúc càng tà ác, càng lúc càng hung bạo. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang ôm chặt lấy Dương Diệp, không cho hắn chạy loạn. Giờ phút này Dương Diệp bị sát ý cùng sát niệm của hắn kích thích. Hắn lại muốn giết người. Tuy nhiên, vì an toàn của Dương Diệp, Tiểu Bạch không dám để cho hắn ra ngoài, nàng lại cứ ôm chặt lấy cổ của hắn. Tuy sát niệm của hắn rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Tiểu Bạch cùng An Nam Tĩnh, hắn lại bình thường một cách kỳ lạ. Cũng không thể nói là bình thường, chỉ có thể nói hắn sẽ không ra tay với các nàng. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn xung quanh. Lúc này, Thiên Tú đã bị gần 4 gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong quấn lấy. Giống như nam tử trung niên mặc áo bào trắng này đã nói, tuy rằng bọn họ không giết được Thiên Tú, nhưng Thiên Tú cũng không làm gì được nếu bọn họ liên thủ. Giống như nam tử trung niên mặc áo bào trắng này đã nói, tuy rằng bọn họ không giết được Thiên Tú, nhưng Thiên Tú cũng không làm gì được nếu bọn họ liên thủ. Kỳ Bỉ Thiên cùng đám người kia còn đang giằng co. Nàng vẫn chưa ra tay, nhưng Tử Duy Tuyến cách nàng càng lúc càng gần. Có thể nói, tình hình hiện tại đang rất bất lợi đối với bên phía bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Tiểu Bạch đang rất tức giận. C. Mà ở xung quanh cây cầu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một ít linh vật thiên địa, chúng có đủ loại, có vài con không phải quá cường đại, nhưng cũng có một vài con mạnh mẽ. Ví dụ như một ngọn lửa phía sau Tiểu Bạch, căn bản không biết nó là ngọn lửa gì, nhưng cấp bậc của nó lại là mệnh cảnh. Ngọn lửa này tới bên cạnh Tiểu Bạch đầu tiên. Không chỉ có vậy, ở trong cơ thể Dương Diệp, ngoại trừ những linh vật thiên địa đặc biệt yếu, một ít linh vật thiên địa mạnh mẽ đều rời khỏi Hồng Mông Tháp, đặc biệt là Lôi Trì. Lôi Trì ra khỏi Hồng Mông Tháp. Lôi Trì đột nhiên tập trung ở trên không trung của cây cầu này, rất nhiều lôi điện không ngừng hiện lên. Cảnh tượng giống như ngày diệt vong đã tới. Giờ phút này, tất cả thế giới thủy nguyên địa có rất nhiều người tức giận. Thật sự có nhiều người tức giận. Đúng lúc này, Kiếm Cổ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trên cầu, hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch, An Nam Tĩnh vẫn có Dương Diệp, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nữ nhân, bảo nàng dừng lại, nếu không lão phu khiến cho các ngươi chết ngay lập tức. Lúc này, ngọn lửa phía sau Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một sóng lửa cuốn về phía Kiếm Cổ Thiên. Vẻ mặt Kiếm Cổ Thiên có phần dữ tợn, trong phút chốc, một đường kiếm quang chấn động ra, biển lửa này lập tức bị tách ra. Kiếm Cổ Thiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Lập tức ngừng lại, nếu không hôm nay lão tử sẽ xé xác ngươi. Sát ý của Cổ Kiếm Thiên lúc này đã đạt tới cực hạn của mình, bởi vì nếu Tiểu Bạch cứ tiếp tục như vậy,
toàn bộ thế giới thủy nguyên địa sẽ bị hủy trong chốc lát. Thiên địa linh vật bên ngoài quá nhiều. Thế giới thủy nguyên địa đã sắp không thủ được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là khiến Tiểu Bạch dừng lại. Trước mặt Cổ Kiếm Thiên, Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Thiên, sau lưng nàng ta tụ tập vô số thiên địa chi linh. Lúc này, thần sắc Cổ Kiếm Thiên trở nên dữ tợn, ngay sau đó, hai thanh kiếm sau lưng hắn đột nhiên phóng lên cao, đâm thẳng về phía Tiểu Bạch. Hai thanh kiếm của Cổ Kiếm Thiên dừng lại trước mặt Tiểu Bạch không xa. Không chỉ như vậy, không biết vì nguyên nhân gì, kiếm ý và lực lượng cường đại xung quanh hai thanh kiếm không ngờ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, rất nhanh, hai thanh kiếm rơi xuống trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Cổ Kiếm Thiên ở xa xa hai mắt trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hai thanh kiếm đó của hắn không ngờ đã mất đi liên hệ với hắn. Lúc này, đối mặt với hắn không phải một con linh sủng, mà là một linh tổ hàng thật giá thật. Hai thanh kiếm này có linh, mà linh này khi đụng phải Tiểu Bạch thì trực tiếp bị Tiểu Bạch thu phục. Linh tổ vừa có sức chấn nhiếp đồng thời còn có sức hấp dẫn cường đại đối với vạn linh. Tiểu Bạch thu hai thanh đó lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn Cổ Kiếm Thiên, móng vuốt nhỏ lại giơ lên. Ầm. Một cỗ thiên địa chi lực giống như núi lửa bùng nổ đột nhiên từ trước mặt Cổ Kiếm Thiên bạo phát. Cổ Kiếm Thiên biến sắc, mũi chân điểm nhẹ, cả người lui về phía sau chừng nghìn trượng, cùng lúc đó, một mảng kiếm quang lóe lên. Ầm. Trên cầu, một tiếng nổ vang trời vang lên, một cỗ sóng khí khủng bố đột nhiên từ trên cầu ập ra. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch hút nhẹ một cái, sóng khí khủng bố này cứ như vậy bị Tiểu Bạch hút sạch. Thần sắc Cổ Kiếm Thiên trở nên ngưng trọng chưa từng có. Một vị linh tổ, chiến lực có lẽ không phải đặc biệt khủng bố, nhưng năng lực khác của nàng ta tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Hắn biết, chuyện đã càng lúc càng phiền. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở trên cầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng ta ôm đầu Dương Diệp rồi cọ cọ, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, tiếp theo, móng vuốt nhỏ của nàng ta nhẹ nhàng giơ lên, cái mũi nhỏ cũng hít khẽ. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, Cổ Kiếm Thiên ở xa xa liền biến sắc. Làm càn, ngươi, linh khí. Tiểu Bạch đang hút linh khí của thủy nguyên địa này. Nếu nói sự hủy diệt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh là sự hủy diệt của lực lượng, là cường hành hủy diệt thì sự hủy diệt của Tiểu Bạch chính là hủy diệt triệt để. Một khi để nàng ta hấp thu triệt để linh khí của thế giới thủy nguyên địa này, khi đó, toàn bộ thủy nguyên địa sẽ khô kiệt, trở thành phế tích. Hơn nữa, một khi không có linh khí duy trì, các loại trận pháp và kết giới trong đây sẽ biến mất. Đến lúc đó, cây cầu này sẽ triệt để mất đi tác dụng của nó, nước vô cùng vô tận sẽ bao phủ toàn bộ thủy nguyên địa thế giới. Nàng ta là muốn hủy diệt thế giới này từ gốc. Cổ Kiếm Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, gằn giọng nói. Vẫn chưa giải quyết được nàng ta à? Giải quyết Kỳ Bỉ Thiên. Đây là địch nhân lớn nhất hiện tại của bọn họ. Trên không trung, chiến đấu đã rơi vào cục diện bế tắc. Đám người Kinh Tiên Sinh và Thần Cư chủ nhân cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ lúc này đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Bởi vì khi Tử Duy Tuyến khi cách Kỳ Bỉ Thiên còn khoảng một trượng thì không thể tới gần thêm nửa bước. Lúc này, bọn họ đã ý thức được vấn đề. Kỳ Bỉ Thiên này là cố ý cầm chân họ. Hiện tại bọn họ cũng không dám triệt hồi lực lượng của mình, bởi vì một khi triệt hồi, bọn họ ắt sẽ bị phản phệ này không phải phản phệ từ lực lượng của bọn họ mà là phản phệ đến từ Kỳ Bỉ Thiên. Nàng ta tuyệt đối sẽ lợi dụng sơ hở này để tạo thành một kích chí mạng cho họ. Không ai chịu được cả. Kinh Tiên Sinh nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên. Người rõ ràng có thể đào thoát, vì sao lại vẫn làm vậy? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Người đoán xem. Thần sắc Kinh Tiên Sinh cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này, trong không gian nào đó ở bên phải bọn họ, một đạo thanh âm lặng lẽ truyền ra. Nàng ta đang áp chế. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn chỗ không gian đó, cười cười không nói gì. Kinh Tiên Sinh nhìn không gian đó, trầm giọng nói. Xin các hạ chỉ giáo. Trầm mặc một lát, thanh âm đó lại vang lên. Nàng ta không thể dở hết toàn lực, bởi vì như vậy sẽ dẫn tới thiên mệnh. Nàng ta cam nguyện cầm chân các ngươi chính là để áp chế bản thân. Nếu không, đám người các ngươi có nhiều hơn gấp đôi cũng áp chế được nàng ta. Các ngươi toàn lực phong ấn nàng ta, quả thật chính là mua dây buộc mình. Mua dây buộc mình. Nghe vậy, lúc này,
đám người thần cư chủ nhân và kinh thiên sinh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giống như là nghĩ tới gì đó, kinh thiên sinh nhìn về phía nơi thanh âm đó phát ra. Các hạ thật sự không ra tay à? Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn về phía nơi thanh âm đó phát ra. Người mạnh hơn họ, nếu ra tay, có lẽ thật sự có cơ hội phong ấn ta đấy, không thử à? Thanh âm đó cười nói. Nguyên chủ đại nhân cứ nói đùa. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, sau đó cúi đầu nhìn về phía Thiên Tú ở dưới. Lúc này Thiên Tú cũng bị bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bám chặt. Không đúng, lúc này Thiên Tú đã áp chế bốn gã cường giả đỉnh phong đó, dùng sức của bản thân áp chế bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười. Lợi hại quá. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía thế giới hư không vô tận, sâu trong mắt có một tia lo lắng. Lo lắng của nàng ta. Phía dưới, Tiểu Bạch vẫn đang hút linh khí, nàng ta hút không qua nhanh, nhưng cũng không chậm. Dần dần, toàn bộ thủy nguyên địa bắt đầu phát sinh biến hóa. Linh khí của thủy nguyên địa càng ngày càng ít, rất nhiều nơi đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Mà trong thủy nguyên địa càng lúc càng nhiều thiên địa chi linh vào được. Xa xa, sắc mặt Cổ Kiếm Thiên cực kỳ khó coi, hắn biết, nếu tiếp tục để Tiểu Bạch hút nữa, với năng lực của linh tổ, nàng ta tuyệt đối có thể triệt để hấp thu sạch linh khí của thế giới này. Một khi linh khí của thủy nguyên địa thế giới bị triệt để hút sạch, khi đó toàn bộ thủy nguyên địa thế giới sẽ tự sụp đổ. Phải nói là sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới này. Cổ Kiếm Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía. Chư vị, ta không biết các ngươi có biện pháp dự phòng hay không, nhưng để nàng ta tiếp tục làm như vậy, thế giới này nhất định sẽ bị hủy diệt. Một khi nơi này bị hủy diệt, nơi ở của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi đó trên đời này thật sự là không có chỗ cho chúng ta dung thân. Lúc này hắn đã bất lực rồi, bởi vì Tiểu Bạch đó dưới sự tương trợ của Vạn Linh, cường giả mệnh cảnh đã không thể đối phó. Hơn nữa bên cạnh nàng ta còn có An Nam Tĩnh và Dương Diệp, một mình hắn căn bản không thể làm gì. Xa xa, Hoàng đế cười cười nhìn những gì xảy ra trước mắt, bất kể là bên nào giành chiến thắng, đối với hắn mà nói đều không sao cả. Bởi vì bất kể kết quả như thế nào, hoàng tộc tuyệt đối là bên có lợi. Đương nhiên, những lợi ích này hắn cũng không quá bận tâm. Hiện tại hắn muốn xem chuyện sẽ phát triển tới trình độ nào. Xa xa, Cổ Kiếm Thiên vừa dứt lời, trong sân đột nhiên im lặng. Rất nhanh, một đạo âm phong cực kỳ âm hàn xuất hiện. Trên cầu xuất hiện một nam tử trung niên. Chính là âm chủ âm giới. Âm chủ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Bỉ Thiên trong hư không. Phu nhân của ta chính là giết. Trong hư không, Kỳ Bỉ Thiên căn bản chẳng thèm quan tâm tới vị âm chủ kia. Thần sắc âm chủ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngay sau đó, hắn trực tiếp hóa thành một đạo âm phong phóng lên cao. Trong hư không, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xuống phía dưới, lúc này tay phải nàng ta cong lại thành chảo, sau đó tóm xuống dưới. Một bàn tay hư ảo đột nhiên ấn lên đạo âm phong đó, ngay sau đó bàn tay này khép lại. Ấm! Cỗ âm phong đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, âm chủ về lại vị trí cũ. Sắc mặt âm chủ tái nhợt, thần sắc cực kỳ khó coi. Kỳ Bỉ Thiên hắn lại nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Đánh không lại. Chỉ vừa giao thủ, âm chủ đã xác định được chênh lệch giữa hắn và Kỳ Bỉ Thiên. Thân hình âm chủ biến ảo, rất nhanh, hắn nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Nếu đánh không lại già thì đánh trẻ vậy. Tay phải âm chủ chậm rãi nắm chặt, ngay sau đó, quanh người hắn ngưng tụ một cỗ âm phong cường đại. Dương Diệp nhíu mày, một cỗ sát ý cường đại từ trong cơ thể ùa ra, có điều rất nhanh này sát ý này bị Tiểu Bạch hấp thu. Nàng ta hấp thu, nhưng rất nhanh, nàng ta khẽ cau mày, lại trả lại sát ý đã tỏa ra cho Dương Diệp. Nàng ta không thích mùi vị của sát ý này lắm. Sau khi trả lại sát ý cho Dương Diệp, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía âm chủ đó, móng vuốt nhỏ của nàng ta lặng lẽ nắm lại, một cỗ thiên địa chi lực cường đại từ trong tay lặng lẽ trào ra. Ở trước mặt cỗ thiên địa chi lực này, cỗ âm phong đó của âm chủ không ngờ có dấu hiệu bị áp chế. Ánh mắt âm chủ chiếu lên người Tiểu Bạch, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, mày hắn nhíu chặt lại. Linh tổ! Nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn liền trở nên dữ tợn. Cho dù ngươi là linh tổ, hôm nay lão tử cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Nói xong, hắn định xuất thủ. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ trên cầu truyền đến.
hôm nay náo nhiệt quá nhỉ. Vô số người lập tức nhìn về phía cây kiều. Không trung, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày. Là hắn. Xa xa trên cầu, một lão giả đang đứng. Một lão giả đeo giỏ trúc. Tiểu Bạch nhìn lão giả đeo giỏ trúc, sau đó ánh mắt di chuyển tới giỏ trúc sau lưng. Lão. Bên kia, lão giả hoang khi nhìn thấy lão giả đeo giỏ trúc, nụ cười trên mặt trong lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mang theo một tia ngưng trọng. Là lão. Bên trong một không gian bên phải Kỳ Bỉ Thiên, thanh âm của người thần bí đó đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, người thần bí này cũng nhận ra lão giả đeo giỏ trúc. Cứ như vậy, lão giả đeo giỏ trúc đi tới trước mặt Tiểu Bạch, An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Lão giả đeo giỏ trúc mỉm cười. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Tiểu Bạch nhìn lão giả đeo giỏ trúc, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào giỏ trúc sau lưng não. Ý tứ đó, không cần nói cũng biết. Lão già đeo giỏ trúc cười khổ. Tiểu gia hỏa ngươi sao cứ rình rập giỏ của ta thế? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tròn mắt lúc này đã hướng về giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng thở dài. Không ngờ chuyện lại phát triển đến loại tình trạng này. Nói đến đây, lão nhìn về phía Tiểu Bạch. Thằng nhóc, có thể tha cho thế giới này không? Ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi hút cạn linh khí nơi này, thế giới này có thể sẽ thì bị hủy diệt. Ngươi làm như vậy, có thể sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu Bạch lúc lắc cái đầu nhỏ, nàng ta chỉ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó lại chỉ vào trước ngực Dương Diệp, nàng ta là đang chỉ nhị nha ở bên trong. Cuối cùng, nàng ta chỉ vào trán mình, nơi đó có một vết thương đã gần như khép lại, nhưng nàng ta sẽ vĩnh viễn không quên một màn đó. Lão già đeo giỏ trúc tất nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, ý tứ của nàng ta là bọn họ đều thiếu chút nữa thì bị giết. Không ngờ chuyện lại phát triển đến loại tình trạng này. Nói đến đây, lão nhìn về phía Tiểu Bạch. Thằng nhóc, có thể tha cho thế giới này không? Ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi hút cạn linh khí nơi này, thế giới này có thể sẽ thì bị hủy diệt. Ngươi làm như vậy, có thể sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu Bạch lúc lắc cái đầu nhỏ, nàng ta chỉ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó lại chỉ vào trước ngực Dương Diệp, nàng ta là đang chỉ nhị nha ở bên trong. Cuối cùng. Nàng ta chỉ vào trán mình, nơi đó có một vết thương đã gần như khép lại, nhưng nàng ta sẽ vĩnh viễn không quên một màn đó. Lão già đeo giỏ trúc tất nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, ý tứ của nàng ta là bọn họ đều thiếu chút nữa thì bị giết. Người thế giới này muốn giết họ, hơn nữa không phải là nàng ta động thủ trước. Hiển nhiên, nàng ta đây là muốn giảng đạo lý với lão già đeo giỏ trúc. Đối với lão nhân này, nàng ta vẫn rất tôn kính. Phải nói là nàng ta phải chiếm đạo lý, bằng không lão nhân này có thể sẽ ngăn cản nàng ta. Lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, lão nhìn bốn phía, tay phải hơi nâng lên, rất nhanh, ở trước mặt lão xuất hiện một quầng sáng cực lớn, trong quầng sáng xuất hiện một cảnh tượng, chính là cảnh lúc trước Tiểu Bạch bị bắt đến Thủy Nguyên Điện này. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch bị thương tổn, lão già đeo giỏ trúc lắc đầu thở dài. Sau nửa khắc, lão quay đầu nhìn về phía cổ kiếm thiên cách đó không xa. Linh tổ chính là vật chí linh chí thiện trong thiên địa, Thủy Nguyên Địa ngươi muốn nàng ta đến để chữa trị căn nguyên đã bị phá hỏng cũng không có gì đáng trách, nhưng các ngươi không thể mời được à. Các ngươi nếu như là thật lòng mời, hoặc là dùng phương thức khác để giao dịch với nàng ta, kết quả chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Giao dịch? Cách đó không xa, hoàng đế bật cười. Căn nguyên của Thủy Nguyên Địa bị Kỳ Bỉ Thiên phá hoại, cần linh tổ đến chữa trị, kỳ thật. Nếu các đại lão của Thủy Nguyên Địa biết biến báo một chút, giống như lời lão già đeo giỏ trúc này vừa rồi, dùng phương thức mời hoặc là dùng cái gì đó để trao đổi, rất có khả năng sẽ thành công. Dù sao, Dương Diệp là thù hận các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ chứ không phải là Thủy Nguyên Địa thế giới. Nhưng, những đỉnh phong này cao cao tại thượng quen rồi. Trong thế giới của bọn họ, thương lượng à, không có cửa, bọn họ sẽ không thương lượng với kẻ yếu. Hơn nữa lúc trước Dương Diệp đi tới thế giới này, dẫn Kỳ Bỉ Thiên tới, bởi vậy bọn họ không có một chút hảo cảm nào với Dương Diệp cả. Thế là, bọn họ trực tiếp cướp. Cường giả vi tôn. Chỉ là bọn họ không ngờ, chuyện sẽ diễn biến thành như vậy, hiện tại, đã không thể vãn hồi. Cách đó không xa, lão già đeo giỏ trúc lại lắc đầu. Rõ ràng có thể dùng câu thông để giải quyết, các ngươi lại cứ muốn dùng quyền đầu, hiện giờ thế giới này, vì các ngươi mà gặp tai ương. Các ngươi muôn lần chết cũng khó hết tội. Trước mặt lão già đeo giỏ trúc, cổ kiếm thiên trầm giọng nói.
chúng ta muôn lần chết cũng khó hết tội à. Các hạ, chúng ta là đang bảo vệ thế giới này, là Dương Diệp và vị linh tổ này muốn hủy diệt thế giới này, sao lại biến thành chúng ta muôn lần chết cũng không hết tội? Lão già đeo giỏ trúc lạnh lùng nói. Nếu các ngươi không phải là đối đãi với linh tổ như vậy, nàng ta và Dương Tiểu Hữu sao lại đối đãi với thế giới này như vậy? Khóe miệng Cổ Kiếm Thiên nở nụ cười dữ tợn. Xem ra các hạ là tới giúp bọn họ rồi. Nói xong, quanh người hắn tỏa ra một cỗ kiếm ý cường đại. Kiếm ý mệnh cảnh. Cỗ kiếm ý này ngưng tụ thành một thanh kiếm nhắm thẳng vào lão già đeo giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Ta làm người rất công bằng. Người muốn xuất thủ, được thôi, nào, người trước đi, sau đó tới ta. Cổ Kiếm Thiên cười gần nói. Vậy ta không khách khí nữa. Dứt lời, dưới sự thúc giục của hắn, thanh ý kiếm trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, ngay sau đó trực tiếp bắn ra, đâm về phía lão già đeo giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc không tránh né. Thanh ý kiếm này trực tiếp đâm vào thân thể lão già đeo giỏ trúc, nhưng mà một kiếm này giống như giọt nước mưa vào biển, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lão già đeo giỏ trúc chẳng bọn bị làm sao, nhưng thanh ý kiếm này lại đã biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy một màn này, con người của Cổ Kiếm Thiên ở cách đó không xa đột nhiên co rút lại. Ngươi, sao có thể? Không chỉ Cổ Kiếm Thiên, vô số người có mặt đều chấn kinh. Cổ Kiếm Thiên là cường giả mệnh cảnh, hơn nữa còn không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Một kích toàn lực của hắn cứ như vậy không còn. Trước mặt lão già đeo giỏ trúc, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lão nhân này hình như có chút lợi hại. Lúc này, lão già đeo giỏ trúc đột nhiên nói. Đến ta rồi. Dứt lời, trong tay lão già đeo giỏ trúc không biết từ khi nào xuất hiện một thanh thước dài. Thước dài màu trắng, dài 3 thước, rộng bằng 2 ngón tay. Nhìn thấy cái thước dài này, Kỳ Bỉ Thiên ở trong hư không hơi nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Ở đây, có lẽ chỉ có nàng ta mới nhận ra cũng chỉ có nàng ta mới biết được đó là dạng tồn tại gì. Nhưng vào lúc này, lão già đeo giỏ trúc lại đột nhiên cất thước đi. Tay phải lão già đeo giỏ trúc hơi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép về phía Cổ Kiếm Thiên. Trong nháy mắt, đó Cổ Kiếm Thiên cảm thấy máu toàn thân đều ngưng kết lại, không chỉ máu, thân thể hắn cũng vậy. Ngay sau đó, tay phải lão già đeo giỏ trúc nhẹ nhàng vung lên, thân thể Cổ Kiếm Thiên trực tiếp biến mất. Triệt để biến mất. Trong sân, tất cả mọi người đều chấn kinh, lão già đeo giỏ trúc quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt lão là vẻ tươi cười. Tiểu gia hỏa, cục tức của các ngươi chắc cũng được chút ra hết rồi, có thể buông tha cho thế giới này không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta vung vẩy tay, ý tứ chính là nếu ta không buông tha, ngươi có phải sẽ đánh ta không? Lão già đeo giỏ trúc mỉm cười. Không đánh ngươi, ngươi cũng không sai gì cả. Nghe vậy, Tiểu Bạch vội vàng vung tay, ý tứ chin slap, vậy ta sẽ không buông tha. Lão già đeo giỏ trúc. Sau một lúc lâu, lão già đeo giỏ trúc lắc đầu, sau đó lão nhìn về phía Dương Diệp, tay phải nhẹ nhàng ép xuống, sát ý quanh người Dương Diệp trong nháy mắt đều bị trấn áp về lại trong cơ thể hắn. Lúc này, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Lão già đeo giỏ trúc quyết định nói chuyện Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, qua hồi lâu, cỗ không thể đuổi đi trong đầu hắn mới từ từ phai nhạt. Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch vội vàng bay đến trên vai hắn. Nhẹ nhàng cọ vào hai má Dương Diệp. Đáng để nhắc tới là, hiện tại phía sau Tiểu Bạch xuất hiện vô số thiên địa linh vật, toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, càng lúc càng nhiều thiên địa linh vật. Chỉ cần Tiểu Bạch nguyện ý, nàng ta có thể tùy thời hủy diệt thủy nguyên địa thế giới này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai ngăn cản. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc. Tiền bối muốn kết thúc trận phân tranh này à? Lão già đeo giỏ trúc hơi gật đầu. Đối với ngươi, đối với bọn họ, đối với thế giới này, đều tốt. Dương Diệp nói. Tiền bối làm việc rất chú ý tới công bằng, đúng không? Lão già đeo giỏ trúc gật đầu. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Bọn Tiểu Bạch vừa tới Vĩnh Hằng chi giới, đã bị những người này bắt lại, đồng thời bị bọn họ gây thương tổn, tiền bối có cảm thấy thế là công bằng không? Lão già đeo giỏ trúc trầm mặc. Dương Diệp lại nói, Dương Diệp ta và An Nam Tĩnh, Nhị Nha, chúng ta đều thiếu chút nữa thì chết ở đây, đối với chúng ta mà nói, có công bằng không? Nói xong, Dương Diệp lắc đầu cười.
không công bằng, đương nhiên trên thế giới này cũng không có cái gì gọi là công bằng. Thực lực ai mạnh thì người đó chính là lão đại. Không phải sao? Lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Dương Tiểu Hữu, có một số việc đâu ngươi không hiểu đâu, ta cũng không thể nói với ngươi. Nhưng hiện tại kết thúc là tốt cho tất cả mọi người. Vậy lần sau thì sao? Dương Diệp nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc. Tiền bối, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể quản được những việc ngày hôm nay, nhưng ngươi có thể quản được tâm của mọi người không? Việc hôm nay chấm dứt, nhưng tiếp theo vẫn có thể sẽ có những việc tương tự phát sinh. Phân tranh vạn giới không phải một người có thể giải quyết. Lão già đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, hắn nhìn thấy lòng người, nhìn thấy nhân tính. Lòng người là tham lam, nhân tính cũng tham lam. Đúng như những gì Dương Diệp vừa nói, lão có thể ngăn cản chuyện hôm nay, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Mâu thuẫn đã ở đây rồi. Không chết không ngừng. Ít nhất thì thái độ của bên Dương Diệp là như vậy. Mà đám người thủy nguyên địa, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Dương Diệp trưởng thành, bọn họ sẽ không nuôi hổ thành hỏa. Thiên phú của người này rất đáng sợ, bên cạnh lại có linh tổ, cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì ai có thể cản được hắn. Kỳ thật, hai bên đều sẽ không bỏ qua. Cho dù hôm nay bỏ qua, sau này cũng sẽ không bỏ qua. Lão già đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài. Nếu vậy các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong, lão xoay người rời đi. Giống như là nghĩ tới gì đó, lão già đeo giỏ trúc đột nhiên dừng lại, lão ngẩng đầu nhìn về vị trí Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi không nói gì sao? Ngươi biết hậu quả mà. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Không, ta không sợ. Già đeo giỏ trúc khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía không gian ở bên phải Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi thì sao? Muốn gì? Sau một lúc lâu, đạo thanh âm đó nói. Có một số cơ hội là rất khó xuất hiện, hiện tại xuất hiện, ta muốn giữ lại. Lão già đeo giỏ trúc không nói gì, lão biến mất ở cuối cây cầu. Trên cầu, Dương Diệp lạnh lùng nói. Tiểu Bạch, hút đi, khiến thế giới này triệt để biến mất trên cõi đời đi. Sau khi có được chỉ lệnh của Dương Diệp, Tiểu Bạch tất nhiên không do dự nữa. Nàng ta há miệng, trong nháy mắt. Linh khí của toàn bộ thủy nguyên địa lập tức điên cuồng ùa về phía nàng ta. Bên cạnh Tiểu Bạch, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đề phòng hết toàn bộ tinh thần. Bởi vì lúc này chính là lúc Tiểu Bạch có thể gặp nguy hiểm nhất. Thế giới thủy nguyên địa này còn có một số cường giả thần bí khẳng định sẽ không để cho họ hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Có điều không sao, Dương Diệp cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Về phần những lời tới đây là rừng của lão già đeo giỏ trúc lúc trước. Hắn thật sự không bọn họ hiện tại chính là không chết không ngừng. Linh khí của thế giới thủy nguyên địa càng lúc càng thưa thớt. Nhiều nhất là nửa canh giờ, Tiểu Bạch có thể triệt để hút sạch thế giới thủy nguyên địa này. Lúc đó, toàn bộ thủy nguyên địa sẽ sụp đổ trong nháy mắt, trở thành một mảng phế tích, hoặc là trốn tĩnh mịch. Chuyện tất nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Đúng lúc này, ở An Nam Tĩnh và Dương Diệp không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử. Một nam tử trung niên lưng đeo trường thương. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là đồ đệ của Trần Huyền An à? Dương Diệp nhìn đối phương, không nói gì. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta tên là Thương Hoa, từng có chút giao tình với sư tôn Trần Huyền An của ngươi. Dương Diệp hơi gật đầu. Vậy thì sao? Thương Hoa nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nể mặt sư tôn ngươi. Ta không muốn ra tay với ngươi, hiện tại dừng tay đi, các ngươi đều có thể rời khỏi đây. Nếu tiếp tục, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Dương Diệp lắc đầu. Lúc trước khi bọn họ cướp đoạt và thương tổn Tiểu Bạch đã định trước là kết cục không phải ta chết thì là họ chết rồi. Thương Hoa nhíu mày. Ngươi cần gì phải khí thế bức nhân như vậy? Người của thế giới thủy nguyên địa không giết nàng ta, chỉ làm nàng ta bị thương mà thôi, hiện tại. Các ngươi lại muốn vô số người của thủy nguyên địa này phải chết, các ngươi. Vẫn chưa đủ. Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nói của Thương Hoa, hắn nhìn chằm chằm Thương Hoa. Vẫn còn lâu mới đủ. Thương Hoa nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, hắn gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Dứt lời, hắn lấy trường thương sau lưng ra. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh định thủ, có điều bị Dương Diệp ngăn lại. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Để ta. An Nam Tĩnh do dự một thoáng, sau đó gật đầu.
Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở phía trên, Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên đều đã bị kiềm chế. Không đúng, phải nói là bọn họ đang cầm chân những cường giả này. Ánh mắt của Dương Diệp dừng trên người Thiên Tú. Lần này há đã thấy được Thiên Tú. Không chung, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, quanh người nàng ta, một cỗ u quang cường đại ùa ra, lập tức khiến cho bốn người bọn Huyền Lâm liên tục lui về phía sau. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp nhếch miệng cười. A Tú! Thiên Tú không trả lời, nàng ta thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đạo u quang thật dài lao về phía đám người Huyền Lâm. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tay phải vẫy một cái, thu vùng trời Thủy Nguyên Đế và Lôi Chỉ vào trong Hồng Mông Tháp. Hiện tại, đã không cần nó hủy diệt thế giới này nữa. Khi linh khí của thế giới này triệt để biến mất, cũng chính là lúc nó bị hủy diệt rồi. Dương Diệp nhìn Nhị Nha, lúc này Nhị Nha giống như đang lột xác. Không làm phiền nàng ta, Dương Diệp thu hồi thần thức, sau đó bước về phía Thương Hoa. Thương Hoa xuất thương. Một thương này không hề đê dấu hiệu báo trước, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức làm khó cả thần thức. Mà Dương Diệp lại bằng vào chiến đấu cường đại giúp Chu Gia chặn lại một thương này. Nhưng song trưởng của hắn trong nháy mắt đã bị đánh cho nứt ra, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị đánh bay ra chừng nghìn trượng. Hắn hiện tại là chủ cảnh, mệnh cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, người trước mặt hắn, không phải là cường giả mệnh cảnh của thời đại này, lại càng không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Thương Hoa lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó tay phải hắn vươn về phía trước, trong nháy mắt, bốn phía Dương Diệp xuất hiện vô số trường thương hư ảo. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở cách đó không xa đột nhiên vung móng vuốt nhỏ, trong nháy mắt, từng đạo thiên địa chi lực ùa về phía những trường thương hư ảo này. Lực lượng của Tiểu Bạch không phải là lực lượng của một mình nàng ta, sau lưng nàng ta là vô số thiên địa linh vật, mà nàng ta có thể mượn dùng những thiên địa linh vật này. Lực lượng đó rất khủng bố. Rầm rầm. Trên cầu, theo những tiếng nổ vang lên, nhưng trường thương hư ảo đã bắt đầu nứt ra. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Thương Hoa, ngay sau đó móng vuốt nhỏ của nàng ta nắm lại, sau đó thì đấm về phía Thương Hoa. Ầm, một cỗ thiên địa chi lực cường đại giống như một đạo cự long thổi quét về phía Thương Hoa. Thiên địa chi lực. Tiểu Bạch hiện tại không chỉ có vạn linh chi lực, còn có thiên địa chi lực, có thể nói. Cường giả mệnh cảnh hoàn toàn không lợi hại được như nàng ta, cho dù là Dương Diệp. Cũng không nhất định có thể đánh được với. Nàng ta hiện tại, không phải là đồ chỉ biết hắn, nàng ta đã thật sự lợi hại rồi. Thương Hoa mặt không biểu tình, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, ở đây như có cái gì đó bị xé rách. Là thiên địa chi lực cường đại mà Tiểu Bạch phóng xuất ra, Tiểu Bạch vừa tấn thăng, đối với loại cường giả như Thương Hoa mà nói bởi vì chỉ có giải quyết được Tiểu Bạch, mới có thể giải quyết được phiền phức của Thủy Nguyên Địa. Đúng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Ầm, một cỗ sát ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lấy Thương Hoa. Sát vực. Bị sát vực bao trùm, Thương Hoa nhíu mày, hắn ngừng lại, mà lúc này, một thanh kiếm màu đỏ đã tới trước mặt hắn. Thương của Thương Hoa nhanh hơn. Kiếm của Dương Diệp vừa tới, một thanh trường thương đã trực tiếp đâm vào mũi kiếm của hắn. Bùm. Trường kiếm rung kịch liệt, Dương Diệp cả người cả kiếm bị đánh bay. Mà lúc này, Thương Hoa nhìn lướt qua bốn phía, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang. Một quét này, sát ý chung quanh hắn trong nháy mắt đã bị quét thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ sát vực của toàn bộ bắt đầu tan tành. Cảnh giới hiện tại của Dương Diệp vẫn rất thấp, muốn đơn thuần dựa vào một vực để đối phó với loại cường giả như Thương Hoa thì vẫn rất khó khăn. Trừ phi hắn có thể khiến kiếm vực và sát vực của kiếm vực đồng thời xuất hiện. Hai loại vực nếu có thể đồng thời xuất hiện, có lẽ có thể với cảnh giới của hiện tại hắn mà trấn áp Thương Hoa. Nhưng đáng tiếc là, sát vực của hắn mạnh hơn kiếm vực, xuất hiện sát ý xuất hiện, kiếm vực sẽ bị trấn áp. Bởi vậy, vào lúc này, hắn căn bản không thể khiến hai loại vực cùng xuất hiện. Thương Hoa không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía âm chủ ở bên phải. Sao không đồng loạt ra tay, giải quyết bọn họ đi. Âm chủ nhìn lướt qua bốn phía, hiển nhiên, vẫn có chút kiêng kỵ lão già đeo giỏ trúc lúc trước. Lúc này, Thương Hoa lại nói. Yên tâm, lão sẽ không nhúng tay ảo việc ở đây đâu. Nghe vậy,
Âm chủ không cố kỵ gì nữa, quanh người hắn, một cỗ âm phong cường đại đột nhiên ngưng tụ, rất nhanh, cỗ âm phong này càng lúc càng lớn, thậm chí khuấy cả vô biên thủy ở dưới hội tụ vào trong cỗ âm phong này. Mà khí thế toàn thân của Thương Hoa cũng tăng vọt. Hai người bọn họ, một người là người đứng đầu một giới, một người là cường giả siêu cấp đến từ cùng thời đại với Kỳ Bỉ Thiên, bọn họ liên thủ, Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh, Dương Diệp tuyệt đối không thể ngăn cản. Rầm rầm. Hai cỗ lực lượng cường đại bao phủ Dương Diệp, An Nam Tĩnh và Tiểu Bạch. Trước mặt Tiểu Bạch, hai tay Dương Diệp nắm chặt chu trong tay, toàn thân hắn lúc này đã sôi trào điên cuồng. Từng đạo huyết mạch chi lực không ngừng từ trên người hắn ùa ra. Hắn đang ép bản thân tới cực hạn. Mà đúng lúc này, hai cỗ lực lượng khi còn ở cách trước mặt hắn 10 trượng thì đột nhiên ngừng lại. Một chảo hư ảo đã chặn hai cỗ lực lượng này lại. Ngay sau đó, móng chảo khép lại. Hai cỗ lực lượng của âm chủ và Thương Hoa phóng ra trong nháy mắt hóa thành hư vô. Âm chủ và Thương Hoa ngẩng đầu nhìn hư không, Kỳ Bỉ Thiên lại xuất thủ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang trời, toàn bộ hư không đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó vô số bóng người từ trong không trung bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải nàng ta vung nhẹ, sát ý của Dương Diệp trong nháy mắt bị trấn áp, khôi phục tỉnh táo. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Không ngờ vẫn đi tới được một bước này, chuyện còn lại e là phải tự ngươi gánh vác thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía bụng Dương Diệp, nói một cách chính xác là nhìn về phía Nhị Nha. Đáng tiếc ngươi vẫn chưa triệt để giác tỉnh, hy vọng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện. Cỗ uy áp này xuất hiện không hề có dấu hiệu, cũng không cỗ uy áp này là từ đâu tới. Tất cả mọi người ngây ra. Rất nhanh, sắc mặt mọi người biến đổi. Bởi vì sức mạnh của cỗ uy áp này rất hiếm thấy. Dần dần. Rất nhiều người ở đây đều cong lưng, cho dù là hoàng đế thần sắc trong nháy mắt cũng trở nên khó coi, phải nói là trắng bệch. Mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này, trong toàn bộ thủy nguyên địa, vô số người trực tiếp quỳ xuống, bao gồm rất nhiều cường giả mệnh cảnh. Cho dù âm chủ và Thương Hoa lúc này cũng phải cong người, hai đầu gối thiếu chút nữa thì chạm đất. Nhưng mà cỗ uy áp đó vẫn càng lúc càng mạnh. Lúc này, cho dù là hoàng đế lưng cũng phải cong xuống. Có điều rất nhanh hắn lại ưỡn người, nhưng lập tức lại cong xuống. Cứ vậy lặp đi lặp lại. Trước mặt Dương Diệp, Thương Hoa sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói. Tới, hắn tới. Mà ở một nơi nào đó, một vị kiếm tu mặc trường bào màu trắng từ xa đi đến. Đột nhiên, kiếm tu này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt hắn là vẻ hưng phấn chưa từng có. Cường đại quá. Dứt lời, tiếng kiếm minh vang lên, người tiêu tán. Thủy nguyên địa. Lúc này thế giới thủy nguyên địa, vô số người đang run rẩy. Trong những người này, bao gồm cả cường giả mệnh cảnh siêu cấp. Sức mạnh của cỗ uy áp đó khiến những cường giả mệnh cảnh này không thể không cúi đầu. Không chung, Thiên Tú cũng ngừng lại, ở trước mặt nàng ta, bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng ngừng lại, thần sắc của Lý Lão Đầu vô cùng ngưng trọng, phải nói là kiêng kỵ. Ở bên cạnh Lão, tên nam tử trung niên áo bào trắng cầm đao vẻ mặt cũng ngưng trọng và kiêng kỵ. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn hư không mờ mịt, trên mặt nàng ta, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Thiên Tú cố gắng đứng lên, ưỡn thẳng lưng. Mà đối diện nàng ta, Lý Lão Đầu và nam tử trung niên áo bào trắng và hai gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong còn lại thì không thể nào làm được. Bao gồm cả thần cư chủ nhân, vĩnh hằng chi chủ, hồn giáo giáo chủ và kinh tiên sinh. Còn cả thủy vô biên đó. Những cường giả siêu cấp, cường giả mệnh cảnh đỉnh phong ở trước mặt cỗ uy áp này đều phải cong lưng. Bọn họ tất nhiên không phải tự nguyện, mà là bị trấn áp. Về phần Dương Diệp và An Nam Tĩnh, lúc này, đầu gối hai người cũng cong tới một nửa, sắp quỳ xuống rồi. Có điều, Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn chống đỡ được. Cho dù xương cốt toàn thân họ lúc này đã bắt đầu run run, nhưng bọn họ vẫn không cúi đầu. Chỉ là cỗ uy áp này thật sự quá cường đại. Đây là uy áp khủng bố nhất mà Dương Diệp từng gặp. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, toàn bộ thế giới thủy nguyên địa xuất hiện một mảng yên tĩnh hiếm có. Bởi vì tất cả đều bị trấn áp. Không đúng. Còn có ngoại lệ, ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên, Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch và vô số thiên địa linh vật phía sau nàng ta không chịu ảnh hưởng, cỗ uy áp vô hình đó không trấn áp bọn họ. Về phần Kỳ Bỉ Thiên, cỗ uy áp đó tuy không trấn áp nàng ta, nhưng một thứ vô hình gì đó đã khóa chặt nàng ta. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn bốn phía, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh. Kỳ Bỉ Thiên quan sát Tiểu Bạch, sau đó nhếch miệng cười. Ta tên là Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vươn ra. Đây là giúp họ, nàng ta biết. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay Tiểu Bạch. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Có thể trưởng thành như bây giờ cũng không dễ dàng gì. Phải cố lên, biến thành hơn cả linh tổ đó. Khi đó một lời của ngươi có thể định đoạt tạo hóa thiên địa. Tóm lại khi đó ngươi sẽ rất lợi hại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Hiện tại, nàng ta đã muốn trở nên lợi hại. Chỉ có trở nên lợi hại, nàng ta mới có thể bảo vệ Dương Diệp và An Nam Tính cùng đám nhị nha. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, nói một cách chính xác là nhị nha trong Hồng Mông Tháp. Tay phải nàng ta vung lên, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp phong ấn Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Tiếp theo, Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn hư không. Trong mắt mang theo một tia ưu sầu. Hy vọng có thể vừa lòng. Lúc này, không gian vùng trời Thủy Nguyên Địa đột nhiên nứt ra, sau đó cỗ uy áp ở Thủy Nguyên Địa cũng biến thành cường đại hơn. Càng lúc càng mạnh. Trong sân, vô số cường giả đã không chống đỡ được, đều ngã xuống đất. Có điều, đáng để nhắc tới là, người dưới mệnh cảnh lại không sao. Cỗ uy áp đó nhằm vào cường giả mệnh cảnh và cường giả trên mệnh cảnh. Cách đó không xa, hoàng đế nhìn lướt qua bốn phía, muốn rời đi, có điều đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên ở cách đó không xa đột nhiên nói. Sao, không gặp à? Hoàng đế nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Ta chưa phải là chưa từng gặp. Kỳ Bỉ Thiên hơi gật đầu. Cũng đúng, đáng tiếc, người kia đã khóa chặt ngươi, ngươi hình như cũng không thoát được. Nói xong, nàng ta nhìn về phía không gian nào đó trong hư không, cười nói. Ngươi cũng vậy. Nàng ta tất nhiên là ám chỉ người thần bí một mực không xuất thủ trước đó. Cách đó không xa, thần sắc hoàng đế cũng vô cùng khó coi, chuyện phát triển đã vượt quá dự đoán của hắn. Lúc trước, bất kể chuyện phát triển như thế nào, hắn cũng vẫn tự tin có thể toàn thân thoát ra. Nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Bởi vì có thứ gì đó đang khóa chặt hắn, cho dù hắn đi đến chân trời góc biển cũng chẳng giải quyết được gì. Trở lại hoang tộc, sẽ chỉ tổ làm sẽ liên lụy tới hoang tộc. Không chỉ hắn, tất cả cường giả đạt tới mệnh cảnh ở đây đều đã bị tỏa định. Giống như là nghĩ đến gì đó, hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không đúng, hắn vẫn chưa đạt tới mệnh cảnh. Kỳ Bỉ Thiên lạnh lùng nói. Sát ý của hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Hoàng đế ngây người, sau đó có chút đồng tình nhìn Dương Diệp. Ngươi e là sẽ thảm hại rồi. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp. Tiểu Bạch đang cuồn cuộn không ngừng truyền linh khí và thiên địa chi lực cho Dương Diệp. Nhưng mà căn bản không có tác dụng. Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú cách đó không xa với vẻ lo lắng, Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ. Không sao, đối với hắn mà nói, cảm thấy cũng là một cái lợi. Dù sao nếu hắn có thể chống chọi được cỗ uy áp này, lợi ích cho hắn sẽ rất lớn. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời quanh người nàng ta từng đạo u quang không ngừng ùa ra, chống cự lại đó uy áp cường đại không biết từ đâu đến đó. Sắp tới rồi à? Thiên Tú nhẹ giọng hỏi, Kỳ Bỉ Thiên hơi gật đầu. Chỉ là không biết người nào kéo tới. Thiên Tú nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Mà đúng lúc này, xa xa thân hình hoàng đế đột nhiên run lên, xé rách không gian trước mặt mình. Cùng lúc đó cỗ uy áp cường đại quấn quanh người hắn trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại phá nát. Sau khi không còn bị cỗ uy áp này trói buộc, thân thể hoàng đế dần dần trở nên hư ảo. Trong sân, tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đế. Trên cầu, khóe miệng Thương Hoa lộ ra vẻ cho dù ngươi có thực lực thông thiên thì làm sao. Tất cả mọi người nhìn rõ rồi, hoàng đế đây là muốn cường hành kéo xuống thứ đang khóa trên người há nổ. Nhưng mà sau 15 phút, hoàng đế khôi phục bình thường, sắc mặt có chút khó coi. Thất bại rồi. Hoàng đế nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên lạnh lùng nói. Nếu trước lúc bị người phát hiện,
ngươi làm như vậy còn có khả năng thoát được. Nhưng hiện tại, ngươi đã bị phát hiện, Sco dù ngươi nhảy ra khỏi không gian ba chiều này cũng vô dụng. Bởi vì ngươi đã sớm siêu thoát không gian ba chiều này. Không đúng, ngươi ngay cả không gian bốn chiều cũng có thể tiến vào, ngươi có thể vào không? Nếu có thể vào thì có thể thoát được sự tỏa định bằng thần thức của ngươi. Hoàng đế lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ ngươi? Chờ ngươi tới chế tài chúng ta à? Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Ngươi có lựa chọn khác à? Hoàng đế mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ gì. Lần này chơi lớn rồi. Đúng lúc này, trong hư không ở chân trời, người thần bí ở trong không gian nào đó đột nhiên nói. Nguyên chủ đại nhân, nếu ta đoán không sai, mục tiêu chủ yếu của người chắc là ngươi mới đúng chứ? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Mục tiêu chủ yếu. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Sao, các ngươi là muốn người tới tìm ta rồi sau đó tha cho các ngươi à? Mọi người không nói gì. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Đúng vậy, mục tiêu chủ yếu của người chính là ta, nhưng các ngươi chắc không biết một chuyện. Chính là tên gia hỏa đó thà giết lầm chứ không bỏ sót. Phàm là đạt tới mệnh cảnh người đều sẽ giết hết, về phần vì sao thì đừng hỏi ta. Ta chỉ đánh nhau với người chứ không nói chuyện với người. Trên không trung, Kinh Tiên Sinh đột nhiên nói. Nguyên chủ đại nhân sao không đánh một lần nữa với người? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta đánh nhau với người, các ngươi sẽ đào tẩu, nói đi, lão nhân, người sống tới tuổi này có phải là đầu óc hồ đồ ngu như chó rồi không? Mà không đúng, chó mà sống lâu như ngươi thì cũng không nói những lời ngu xuẩn vậy đâu. Kinh Tiên Sinh lạnh lùng nhìn Kỳ Bỉ Thiên, không nói gì. Hắn có thể làm gì được, đánh cũng có lại đâu. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú đột nhiên nói. Ngươi tính thế nào? Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Tú ở bên cạnh, sau đó nói. Nếu thật sự có gì bất ngờ, dẫn bọn họ đi, đừng để người phát hiện ra sự tồn tại của Nhị Nha và Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa đó vẫn còn nhỏ yếu, chưa giác tỉnh triệt để, đối mặt với người không có sức hoàn thủ đâu. Thiên Tú nhíu mày. Tiểu Bạch chính là linh tổ. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Thiện ác đối với người mà nói, không có gì khác nhau cả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Tú còn muốn nói tiếp thì đúng lúc này quanh người Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở bên cạnh nàng ta đột nhiên vang lên tiếng xương cốt gãy. Thiên Tú nhíu mày, đang muốn xuất thủ, Kỳ Bỉ Thiên lại ngăn nàng ta lại. Cứ để họ thừa nhận uy áp này, đối với bọn họ có lợi ích cực lớn. Thiên Tú gật đầu, không xuất thủ. Đúng lúc này, cỗ uy áp đó trong hư không đột nhiên biến mất. Nhưng toàn bộ thủy nguyên địa thế giới lại rung chuyển điên cuồng. Lúc này toàn bộ cường giả trong thủy nguyên địa đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bù! Đúng lúc này, hư không đột nhiên bị xé rách, ngay sau đó, một cái bóng đỏ như máu từ trong không gian bị xé rách từ từ đi ra. Toàn bộ thủy nguyên địa rung chuyển, ngay sau đó thì trở nên hư ảo. Không chịu nổi. Căn bản là không chịu nổi hư ảnh này. Hư ảnh đó đi xuống phiêu ớt dưới, hư ảnh càng lúc càng rõ ràng, rất nhanh, mọi người thấy bộ dạng hư ảnh đó. Nữ tử. Là một nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử tuyệt mỹ, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung nữ tử tuyệt mỹ này. Khi nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp lập tức ngây ra. Nữ tử này hắn đã gặp rồi, ở Vĩnh Hằng Chi Hà của Vĩnh Hằng Chi Giới, lúc trước chính là nàng ta đã nói với mình Chu tên là Thiên Chu. Nhất. Đây là tên của nữ tử này. Khóe miệng Hoàng đế lộ ra vẻ dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền đột nhiên đấm mạnh về phía trước. Toàn bộ thủy nguyên địa đột nhiên rung chuyển, trước mặt Hoàng đế, một vòng xoáy trong suốt đột nhiên ngưng hiện. Hủy diệt không gian ba chiều. Không gian ba chiều chỗ đó trực tiếp bị hủy diệt, Hoàng đế liền muốn nhảy vào trong vòng xoáy trong suốt đó, có điều đúng lúc này một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hoàng đế. Con người của Hoàng đế hơi co lại, hắn không dám khinh thị thanh kiếm này, xoay người đánh ra một trường. Nữ tử váy đen ánh mắt chiếu lên người Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Không ngờ là ngươi đến. Nữ tử váy đen không nói gì, nàng ta nhất đảo qua mọi người ở đây, sau đó tay phải vung lên. Toàn bộ thủy nguyên địa thế giới trong nháy mắt rung chuyển kịch liệt, sau đó một cỗ lực lượng thần bí đã khóa chặt toàn bộ thủy nguyên địa thế giới. Phong tỏa. Lúc này, toàn bộ thủy nguyên địa thế giới đều bị phong tỏa.
Nhận thấy được một màn này, mọi người trong sân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đây là muốn tận diệt. Trong sân, tất cả mọi người đều đề phòng. Không chung, ánh mắt của nữ tử váy đen vẫn chiếu lên người Kỳ Bỉ Thiên, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời ập xuống. Lúc này, không gian của toàn bộ thủy nguyên địa bắt đầu nhộn nhạo như gợn nước. Lực lượng này đã mạnh tới mức có thể dễ dàng xóa bỏ toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, không đúng, phải nói là xóa bỏ cả không gian vũ trụ ba chiều này. Siêu thoát không gian vũ trụ không gian ba chiều. Toàn bộ không gian ba chiều, tất cả, bao gồm cả pháp tắc, thiên đạo đối với nữ tử váy đen này đều không có tác dụng. Hiển nhiên, chủ yếu của nữ tử váy đen này là muốn giải quyết Kỳ Bỉ Thiên trước, ở trong mắt nàng ta uy hiếp của Kỳ Bỉ Thiên là lớn nhất. Phía dưới, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên nhếch lên, trong nháy mắt, tay phải nàng ta cong thành chảo, sau đó tóm về phía trên trời. Cầm thiên, một chảo hư ảo xé rách không gian, ầm ầm đánh lên trên. Đi qua đâu, không gian nứt vỡ chôn vùi tới đó. Lực lượng cường đại khiến cho mọi người động dung. Nhưng mà chảo hư ảo này ngừng lại giữa không trung, mọi người còn chưa nhìn rõ thì chảo hư ảo đó đã ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư vô. Trên không trung, chân phải nữ tử váy đen dậm nhẹ một cái. Bùm! Bên cạnh Dương Diệp, cả người Kỳ Bỉ Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, các cường giả ở chung quanh sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này trong lòng bọn họ đã kinh hãi đến tột đỉnh. Thực lực của Kỳ Bỉ Thiên bọn họ đã tự cảm nhận rồi, nhưng mà hiện tại. Xa xa, Kỳ Bỉ Thiên vỗ vỗ ngực mình, sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, cười nói. Cứ như vậy thì không giết được ta đâu. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Vẫn chưa giải phong cho mình à? Giải phong. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nàng ta vẫn đang áp chế thực lực bản thân sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười. Giải phong làm gì, cứ như vậy mà đánh đi, dù sao ngươi cũng không phải hoàn chỉnh. Hơn nữa đây cũng là hình thái yếu nhất của ngươi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trên cầu ùa ra, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho toàn bộ thủy nguyên địa thế giới rung chuyển kịch liệt. Không trung, một mảng không gian đột nhiên biến mất. Trong sân, vô số người trong lòng hoảng hốt, đều vội vàng lui ra sau, có điều khi bọn họ lui đến trình độ nhất định thì một cỗ lực lượng thần bí đã ngăn bọn họ lại. Nhận thấy được một màn này, thần sắc của rất nhiều người đều có chút do dự. Phía dưới, Dạ Hoa đột nhiên nói. Chư vị, sao không cùng nhau giải quyết nữ tử váy đen đó? Nếu không giải quyết nàng ta, chúng ta chẳng ai đi được đâu. Liên thủ. Các cường giả nhìn nhau, liên thủ với Kỳ Bỉ Thiên sao? Gấp gì chứ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, người vừa lên tiếng chính là Kinh Tiên Sinh. Kinh Tiên Sinh lạnh lùng nói. Chư vị đừng quên mục đích chân chính của Kỳ Bỉ Thiên này. Chúng ta hiện tại giúp nàng ta, lát nữa xong việc nàng ta cũng sẽ giết chúng ta. Nếu như vậy, sao không để bọn họ lưỡng bại câu thương đã? Nghe vậy, rất nhiều cường giả đều gật đầu. Nếu Kỳ Bỉ Thiên và nữ tử váy đen có thể cùng chết là tốt nhất, cho dù đánh nhau không chết, lưỡng bại câu thương cũng được, khi đó bọn họ có thể ngư ông thủ lợi. Một đám ngu xuẩn. Đúng lúc này, hoàng đế ở cách đó không xa đột nhiên cười nói. Các ngươi cứ chờ ngư ông thủ lợi đi, tốt nhất các ngươi sẽ phát hiện, bất kể hai người họ ai thắng ai bại, các ngươi đều đi đời. Ta không chơi với các ngươi. Dứt lời, thân thể hoàng đế rung lên, bay thẳng ra ngoài thủy nguyên địa. Rất nhanh, một tấm chắn vô hình cản hắn lại. Khóe miệng hoàng đế lộ ra vẻ dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền đột nhiên đấm mạnh về phía trước. Ầm! Toàn bộ thủy nguyên địa đột nhiên rung chuyển, trước mặt hoàng đế, một vòng xoáy trong suốt đột nhiên ngưng hiện. Hủy diệt không gian ba chiều. Không gian ba chiều chỗ đó trực tiếp bị hủy diệt. Hoàng đế liền muốn nhảy vào trong vòng xoáy trong suốt đó, có điều đúng lúc này một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau hoàng đế. Con người của hoàng đế hơi co lại, hắn không dám khinh thị thanh kiếm này, xoay người đánh ra một trường. Đúng lúc này, trong không gian hư vô đó đột nhiên truyền đến tiếng quát lạnh. Hiển nhiên là thanh âm của nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen vừa dứt lời, trong sân vang lên một tiếng cắt, ngay sau đó một cánh tay từ trong không trung bay ra.
đó là tay phải của hoàng đế. Có điều lúc này hoàng đế đã biến mất rồi. Kỳ thật, ngay từ đầu hoàng đế có thể trốn đi, có điều lúc đó nếu hắn trốn, sẽ phải thừa nhận lửa giận của nữ tử váy đen, lúc đó đào tẩu là không sáng suốt. Nhưng hiện tại, nữ tử váy đen và Kỳ Bỉ Thiên đang đánh nhau, là thời cơ tốt nhất để hắn đào tẩu, tuy làm vậy sẽ làm bại lộ một số thực lực của hắn, hơn nữa, sẽ bị nữ tử váy đen ghi hận. Có điều chỉ cần có thể trốn được là tốt rồi. Đây là một hồi chiến đấu không có khả năng chiến thắng. Rất nhiều người có lẽ không biết nhiều về nữ tử váy đen, nhưng hắn thì biết một chút, phải nói là hắn biết một số chuyện đến từ thời đại của Kỳ Bỉ Thiên. Năm đó trong những thiên chi kiều nữ như Kỳ Bỉ Thiên, còn có vô số người kinh diễm tài tuyệt, ví dụ như đó Trần Huyền An, Võ Nghịch, nhưng người thì chết, người thì trốn. Vì sao? Bởi vì người thật sự quá khủng bố. Nhìn thấy hoàng đế trốn đầu, rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề, kỳ thật, trừ Dạ Hoa và số ít người đến từ thời đại Kỳ Bỉ Thiên gia, một số người không biết về sự khủng bố của nữ tử váy đen kia. Cho dù nàng ta không phải hoàn mỹ, nhưng họ tuyệt đối cũng không thể chống lại. Đúng lúc này, không trung đột nhiên run lên, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp biến sắc, vội vàng xông lên, bởi vì bóng người này là Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp ôm Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống cầu, lúc này toàn bộ cánh tay trái của Kỳ Bỉ Thiên đã không còn. Song trưởng đồng loạt bị chém rụng. Không chỉ như vậy, ở trước ngực Kỳ Bỉ Thiên còn cắm một thanh kiếm hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tú ở bên cạnh Dương Diệp lập tức nhíu mày, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngay sau đó, nàng ta phóng lên cao, bắn thẳng tới chân trời. Dương Diệp ôm Kỳ Bỉ Thiên đã mất đi song trưởng, run giọng nói. Tiểu Kỳ, xin lỗi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ lắc đầu. Không cần phải cần áy náy, ta nợ Nhi Nha, nên trả cho nàng ta. Dương Diệp còn muốn nói gì đó thì đúng lúc này toàn bộ chân trời rung chuyển kịch liệt. Dương Diệp vội vàng nhìn về phía hư không, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ. Nàng ta lúc trước tiêu hao quá nhiều, nàng ta hiện tại căn bản không phải đối thủ của người, gọi nàng ta về đi. Đúng lúc này, toàn bộ hư không, không gian bắt đầu nứt vỡ, rất nhanh, theo từng tiếng nổ vang lên, bóng người từ trong hư không rơi xuống. Chính là Thiên Tú. Thiên Tú rơi xuống cầu, toàn bộ cánh tay trái của nàng ta cũng đã biến mất. Máu chảy như suối. Thiên Tú lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hư không, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Giống như nghĩ đến gì đó, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Không khôi phục được à? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Nếu ta giải phong thực lực bản thân, chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Hiện tại, của nàng ta là một loại trạng thái yếu nhất, nếu ta giải phong, nhất định sẽ khiến một loại trạng thái khác của nàng ta sẽ cảm ứng được, khi đó thì triệt để hết hy vọng. Thiên Tú trầm giọng nói. Người, quá mạnh. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Một người đã sống không biết bao nhiêu năm, một người đã xóa đi một mảng vũ trụ. Người nói có mạnh hay không? Không chung, nữ tử váy đen đó lại xuất hiện. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm đen nhánh. Kiếm màu đen thuần. Chính là thanh kiếm này đã chém rụng song trưởng của Kỳ Bỉ Thiên và cánh tay phải của Thiên Tú. Không chung, ánh mắt nữ tử váy đen dừng ở trên người Thiên Tú, đang muốn thủ, có điều đúng lúc này, giống như phát hiện gì đó, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói một cách chính xác thì là nhìn về phía Dương Diệp. Ác thú. Trong nháy mắt. Nữ tử váy đen có chút dữ tợn. Trong lòng Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên nói. Nàng ta từng bị Nhị Nha đả thương, là bị đả thương dưới trạng thái hoàn mỹ. Lúc này, Tiểu Bạch bắt đầu dùng vô số thiên địa chi lực đeo ẻ trị liệu cho Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, lắc đầu. Tiểu gia hỏa, vô dụng thôi, trừ phi ngươi có thể khôi phục diện mạo vốn có của mình, bằng không, vết thương này. Khí gì cũng vô dụng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu, có chút áy náy. Mà lúc này, ánh mắt nữ tử váy đen dừng ở trên người Tiểu Bạch, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, hai mắt nàng ta híp lại. Các ngươi đều đáng chết. Ngay sau đó, hai thanh kiếm đen hư ảo đột nhiên từ trong không trung bắn tới. Mục tiêu của một thanh là Dương Diệp, một thanh khác thì là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hoảng sợ, muốn vung chảo, mà đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ chân trời xa xôi truyền đến. Theo tiếng kiếm minh này vang lên, hai thanh kiếm đen hư ảo đột nhiên run lên kịch liệt,
sau đó thì dừng lại cách trước mặt Tiểu Bạch và Dương Diệp mấy trượng. Không trung, nữ tử váy đen quay đầu lại, trên cầu, một kiếm tu trường bào màu mây trắng chậm rãi bước tới. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía cầu. Khi nhìn thấy kiếm tu trên cầu, Dương Diệp và Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên đều ngây người. Bọn họ tất nhiên nhận ra người này. Chính là kiếm tu đi khắp nơi để cầu bại. Về phần Dương Diệp, hắn tất nhiên càng không thể quên, người này và hắn đến từ cùng một thế giới, đồng thời giữa bọn họ còn có một ước định. Mà bên kia, thần sắc âm chủ vô cùng khó. Coi, kiếm tu này hắn cũng nhận ra, lúc trước hắn đi có đi tìm kiếm tu này. Về phần kết quả, cả đời khó quên, trong sân, rất nhiều người đều có chút xa lạ với kiếm tu này. Phải nói là trừ Chí Cường ra, loại cường giả chân chính như Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, rất ít có người nhận ra hắn, bởi vì hắn chỉ tìm loại cường giả như Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên. Trên cầu, kiếm tu chậm rãi bước tới, bên hông hắn dắt một thanh kiếm. Trên người không có bất kỳ dao động khí tức nào, càng không bất kỳ kiếm ý hoặc là kiếm quang gì. Giống như một người bình thường. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, người trước mắt này tuyệt đối không phải một người bình thường. Người thường mà dám tới đây à? Kiếm tu cách trước mặt đám người Dương Diệp không xa, hắn nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Kỳ thật ở trong mắt người này, Dương Diệp là một hậu bối, bởi vì bọn họ đến từ cùng một nơi, hơn nữa Dương Diệp lại từng gia nhập kiếm tông, hơn nữa do duyên cớ của phụ thân Dương Diệp. Bởi vậy tuy hắn cho rằng Dương Diệp là một đối thủ trong tương lai, nhưng cũng coi Dương Diệp là vãn bối. Dương Diệp nhìn kiếm tu, hơi gật đầu. Không ngờ ngươi lại đến. Kiếm tu cười nói. Vốn là nên tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trong lòng Dương Diệp. Trận chiến lúc trước có chút tiếc nuối, bởi vì ngươi không phải ở trạng thái mạnh nhất. Đối với ta mà nói, chưa được đánh một trận lật đổ ngươi, quả thật là tiếc nuối trong đời. Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên nhếch lên. Đối với ta mà nói, cũng là như vậy. Kiếm tu gật đầu, sau đó nhìn về cách đó không xa. Tộc trưởng Hư Linh tộc, người so với lúc trước thì mạnh các rất nhiều. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói. Người này mạnh hơn, chắc là thức ăn của ngươi đấy. Kiếm tu ngẩng đầu nhìn nữ tử váy đen đứng trong không trung. Ta là vì nàng ta mà đến. Ngươi có biết nàng ta là ai không? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên hỏi. Kiếm tu lắc đầu. Không quan trọng, quan trọng là nàng ta đủ mạnh. Nói xong, kiếm tu chậm rãi bước về phía chân trời. Không trung, nữ tử váy đen nhìn kiếm tu ở phía dưới đang đi tới, mặt không biểu tình. Cường giả. Vạn vạn năm, nàng ta có cường giả nào là chưa thấy qua. Cả đời nàng ta, gặp rất nhiều người kinh diễm tài tuyệt. Cho dù là Kỳ Bỉ Thiên ở trong mắt nàng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Có điều, theo kiếm tu càng lúc càng đến gần, vẻ mặt nữ tử váy đen đã có một chút biến hóa. Nàng ta quan sát kiếm tu, rất nhanh, nàng ta lại nhíu mày. Lúc này, kiếm tu ngừng lại, hắn đứng cách trước mặt nữ tử váy đen 10 trượng, trong mắt kiếm tu là một tia hưng phấn. Hưng phấn. Sau khi hắn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ có khi nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên là từng như vậy. Bởi vì khi đó, hắn cảm nhận được sự cường đại của Kỳ Bỉ Thiên. Đáng tiếc Kỳ Bỉ Thiên chưa thể giải phóng thực lực bản thân, đối với hắn mà nói là có chút tiếc nuối. Mà hiện tại, người trước mắt này vô cùng cường đại. Trong thiên địa này không ai rõ về sự tịch mịch bằng hắn. Rất nhiều năm rồi hắn chưa xuất thủ, cho dù xuất thủ, cũng không xuất toàn lực. Kiếm của hắn vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đáng tiếc là người luyện kiếm lại càng ngày càng ít. Đỉnh phong là một loại tịch mịch, cũng là một loại bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên bước về phía trước. Ngay sau đó, kiếm đen nhánh trong tay nàng ta chém xuống. Trong ánh mắt của vô số người, không gian trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện một đạo kiếm quang tối đen, đạo kiếm quang tối đen đó thuận theo không gian chém về phía kiếm tu. Đáng để nhắc tới là, đạo kiếm quang này nó không tồn tại ở không gian ba chiều này. Mà đối với người của không gian ba chiều mà nói, muốn cản một kiếm này chỉ có một loại phương pháp, đó chính là hủy diệt không gian ba chiều, mà cho dù hủy diệt được không gian ba chiều, cũng không nhất định có thể cản được một kiếm này. Bởi vì nó tồn tại ở không gian bốn chiều. Cái này giống như một nhân loại dùng một cái bình úp một con kiến, nhân loại có thể từ phía trên công kích con kiến này,
nhưng mà con kiến này lại không có khái niệm trên và dưới, bởi vì có thể chỉ có thể nhìn thấy trái phải. Bởi vậy con kiến nhân loại từ bên trên công kích con kiến này, con kiến căn bản không có năng lực phòng ngự. Đây là nguyên nhân lúc trước Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên Vị Sao rơi vào thế hạ phong. Thế yếu về thiên nhiên. Bởi vì tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc của không gian ba chiều này đối với nữ tử váy đen mà nói là không có hiệu quả. Nàng ta đã siêu thoát không gian ba chiều này. Thời gian, thời không, pháp tắc đại đạo của thế giới này không hề có bất kỳ ý nghĩa gì đối với nàng ta. Đối diện nữ tử váy đen, hai mắt kiếm tu chậm rãi nhắm lại. Đã lâu không gặp, hai. Khi đạo kiếm quang màu đen này tới trước mặt hắn còn nửa trượng, tu đột nhiên mở mắt, hắn nhìn đạo kiếm quang màu đen đó, sau đó từ trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Ngưng. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đạo kiếm quang màu đen ngừng lại. Mọi người ngây ra như phỗng. Đây là thần thông gì thế? Xa xa, nữ tử váy đen híp lại. Kiếm đạo chân ngôn. Vẻ mặt của vô số người trở nên ngây ngốc, bao gồm cả Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trong lòng, Kỳ Bỉ Thiên nhìn kiếm tu ở xa xa, sau đó nói. Cái gọi là kiếm đạo chân ngôn, là một loại cảnh giới trên kiếm đạo, một loại cảnh giới vô thượng, cũng là một loại chân lý kiếm đạo, chỉ có loại kiếm tu mạnh đến cực hạn mới có khả năng lĩnh ngộ. Cảnh giới này tuy không phải vô địch, nhưng nó đối với người tu kiếm mà nói thì chính là tương đương với vô địch. Người cảnh giới thấp hơn kiếm đạo chân ngôn này ở trước mặt hắn, ngay cả kiếm cũng không xuất ra được, tất cả kiếm, kiếm ý, kiếm khí, ở trước mặt hắn hết thảy đều không có hiệu quả. Trong trí nhớ của ta, trong lịch sử trước giờ chỉ có một người từng lĩnh ngộ được thứ này. Ai thế? Dương Diệp vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, không nói gì. Không chung, trong ánh mắt của mọi người, đen nhánh cứ như vậy tan thành mây khói. Lúc này, kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở nữ tử váy đen, ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng xuống. Nữ tử váy đen không né tránh, tùy ý để một kiếm đó chém tới. Một kiếm này hạ xuống, nữ tử váy đen đó biến sắc. Một kiếm này rất kỳ diệu, nó không có kiếm khí, cũng không có kiếm quang, càng không có dao động năng lượng hủy thiên diệt địa. Kiếm lặng lẽ hạ xuống, nhưng nó lại khiến cho nữ tử váy đen đó phải lui về phía sau chừng trăm trượng. Chủ động nhượng bộ một kiếm này. Nữ tử váy đen không đón đỡ một kiếm này. Phía dưới, trong lòng Dương Diệp, hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại. Kiếm đạo vô tình cực hạn, một kiếm đó không có tình cảm, vô tình tới cực trí, chẳng trách nàng ta không dám đón đỡ, nếu đỡ, cho dù là nàng ta, e là cũng phải. Nói đến đây, giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lắc đầu, không nói gì. Không chung xa xa. Nữ tử váy đen tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn kiếm tu trước mặt, trong tay nàng ta, thanh kiếm đen nhánh đã bắt đầu rung động kịch liệt. Kiếm tu cầm kiếm chậm rãi bước về phía nữ tử váy đen. Kiếm đạo cực hạn. Phía dưới, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói khẽ. Bất kỳ một việc gì, làm đến cực hạn đều cực kỳ đáng sợ. Hắn bỏ qua tất cả, chỉ vì trong tay kiếm, kiếm của hắn đã được hắn tu luyện đến cực hạn của bản thân. Vô địch. Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Chỉ là bản thân của bản thân hắn chứ không phải cực hạn của kiếm. Mà nếu hắn muốn tiếp tục đề thăng, biện pháp nhanh nhất chính là bị người ta đả bại. Như vậy hắn mới có thể phát hiện ra vấn đề của bản thân. Lúc này, kiếm tu trên không trung đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở chung quanh xuất hiện vô số điểm đen. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên biến đổi. Nàng ta là muốn tiễn ngươi đó. Không trung. Kiếm tu bỗng nhiên ngẩng đầu, một kiếm hạ xuống. Một kiếm này vừa rồi, hủy thiên diệt địa. Lấy kiếm tu làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu vỡ nứt từng tấc, mà thân thể nữ tử váy đen đang tới gần kiếm tu trong nháy mắt trở nên hư ảo. Có điều rất nhanh, đạo hư ảo này lại ngưng thực lại, nhưng ngay sau đó, nàng ta lại trở nên hư ảo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhưng mà, không gian chung quanh kiếm tu kia lại triệt để yên diệt, cùng lúc đó. Thân thể kiếm tu cũng trở nên hư ảo, và rồi kiếm tu trực tiếp biến mất. Mà toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, không gian bắt đầu nứt vỡ, tất cả bắt đầu tự hủy diệt. Một kiếm toàn lực kiếm tu phát ra lúc bị truyền tống đi rất khủng bố. Khủng bố đến mức thủy nguyên địa thế giới căn bản không chịu nổi. Ngoài ra, kết giới thần bí nữ tử váy đen bày ra vào lúc này cũng tan thành mây khói.
Nhận thấy được một màn này, vô số cường giả trong sân vội vàng chạy ra bốn phía. Trốn. Lúc này, những cường giả đứng trên đỉnh phong của thế giới này điên cuồng chạy trốn. Thoát khỏi thế giới này. Bọn họ thật sự không muốn ở đây nữa. Tên nào tên nấy đều quá biến thái. Mà trên không trung, nữ tử váy đen vẫn đang hư ảo, sau đó ngưng thực. Phía dưới, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dẫn bọn họ rời khỏi nơi này đi. Nói xong, không cho Dương Diệp phản bác, nàng ta quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Lúc này là lúc yếu nhất của phân thân này của nàng ta, cũng là thời cơ tốt nhất để giết nàng ta. Thiên Tú lạnh lùng nhìn nữ tử váy đen ở chân trời, sau đó nói. Đi! Dứt lời, Thiên Tú đột nhiên phóng lên cao, bắn về phía nữ tử váy đen đó. Dương Diệp đang muốn nói gì thì lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đè lên vai hắn, sau đó dùng sức hất đi. Trong nháy mắt, An Nam Tĩnh Dương Diệp và An Nam Tĩnh trực tiếp bị Kỳ Bỉ Thiên đưa đi. Trên cầu, Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, ngay sau đó, chân phải nàng ta điểm nhẹ, phóng lên cao. Linh Cung Hiện, 1. Thủy Nguyên Địa Thế Giới. Lúc này, thế giới này đang yên diệt. Thế giới này lúc trước đã bị Tiểu Bạch hấp thu vô số linh khí, có thể nói, Tiểu Bạch đã làm cho thế giới này nguyên khí đại thương. Một kiếm của kiếm tu đó không nghi ngờ gì nữa là một con cỏ cuối cùng áp đảo thế giới này. Toàn bộ thế giới bắt đầu yên diệt, vô số người bắt đầu chạy trốn. Mà Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên lại không đi. Đối với các nàng mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất của bọn họ. Không chung, nữ tử váy đen tay cầm hắc kiếm lạnh lùng nhìn Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên ở phía dưới đang xông lên. Ầm, theo một tiếng nổ vang trời vang lên. Toàn bộ thủy nguyên địa thế giới trực tiếp sụp đổ, vô biên thủy bắn lên, bao phủ tất cả. Vĩnh hằng chi giới. Bên trong một sơn mạch. Bùm. Một đạo bóng đen từ chân trời rơi xuống, toàn bộ sơn mạch vô biên đột nhiên rung chuyển, khói bụi bốc nghi ngút. Bên trong một cái hộ to, một bóng người bò dậy. Bóng người này chính là Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp ra khỏi hố, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không nhìn thấy Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trầm xuống. Nói không lo lắng thì là giả. Phải biết rằng, nữ tử váy đen đó không phải là người bình thường. Có điều, hắn cũng biết, hắn có lo lắng cũng không có tác dụng gì, chiến đấu loại cấp bậc này hắn hiện tại vẫn không thể tham dự. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó về trong Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới căn nhà trúc mà Kỳ Bỉ Thiên này, chỉ có điều lúc này căn nhà trúc đó đã biến mất. Nhị Nha vẫn ngồi ở đó. Nhị Nha lúc này đã hơi khác lúc trước. Vẫn là bộ dạng của nhân loại nhưng một số chỗ đã không phải là nhân loại, ví dụ như hai tay, nơi đó hiện tại không phải tay mà là một đôi móng vuốt. Bên cạnh Nhị Nha là Tiểu Bạch là đám đại yêu Tiểu Long. Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Dương Diệp đến, nàng ta vội vàng bay đến móng vuốt nhỏ Dương Diệp, móng vuốt nhỏ chỉ vào Nhị Nha. Dương Diệp nhìn Nhị Nha, sau đó nói khẽ. Đừng lo. Nàng ta không sao đâu. Tiểu Bạch gật gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng. Dương Diệp nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thấy quả trứng Kỳ Bỉ Thiên để lại. Nhà trúc tuy đã bị hủy, nhưng quả trứng này vẫn còn. Dương Diệp ôm lấy quả trứng đó, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch cũng phát hiện ra điều gì dị thường, vậy quả trứng này thật sự chỉ là một quả trứng. Tiểu Bạch sờ sờ quả trứng, rất nhanh, mắt nàng ta trợn lên. Sao thế? Dương Diệp vội vàng hỏi. Tiểu Bạch chỉ vào quả trứng, tiếp theo, nàng ta vung tay, một cỗ linh khí tinh thuần lập tức ùa vào trong quả trứng. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, quả trứng bắt đầu rung động kịch liệt. Cuối cùng, quả trứng dần dần biến mất, nhưng Dương Diệp lại phát hiện, bắt đầu chung quanh quả trứng bắt đầu mấp máy. Đó là gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, nàng ta vung chảo. Một chảo này giống như không tóm được gì, Tiểu Bạch cẩn thận nhìn móng vuốt của mình, sau đó thì thả tay, không gian chung quanh Tiểu Bạch bắt đầu rung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày, trong mắt lại có sát ý hiện lên. Tiểu Bạch lại không có gì, nàng ta nhếch miệng cười, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy, cứ như vậy, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Trước mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp cau mày, thế này rốt cuộc là sao? Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không thể nhìn rõ tên gia hỏa thần bí này, Tiểu Bạch thì giống như có thể nhìn thấy,
mà tên gia hỏa thần bí đó giống như đang lấy lòng Tiểu Bạch. Lấy lòng Tiểu Bạch thì có thể lý giải, bởi vì Tiểu Bạch hiện tại đã là linh tổ. Đáng để nói là, Tiểu Bạch từ thủy nguyên địa thế giới mang đến rất nhiều thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật này đều đi theo Tiểu Bạch vào Hồng Mông Tháp. Ví dụ như hỏa diễm mệnh cảnh thần bí, hỏa diễm đó đã hoàn toàn biến thành bảo tiêu của Tiểu Bạch, chỉ cần Tiểu Bạch có một ý niệm, hỏa diễm thần bí sẽ xuất hiện, ngoài hỏa diễm thần bí đó ra còn có rất nhiều thiên địa linh vật, trong đó không thiếu cấp bậc mệnh cảnh. Có một số thiên địa linh vật muốn ly khai nhưng phần lớn là lựa chọn ở lại. Hiện tại trong thế giới của Hồng Mông Tháp là một thế giới tụ tập nhiều thiên địa linh vật nhất. Dương Diệp đi tới tòa cung điện của An Nam Tĩnh, trong cung điện, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh nàng ta bồng bềnh một thanh trường thương. Cảm giác được Dương Diệp tới, An Nam Tĩnh mở mắt. Dương Diệp đi đến bên cạnh An Nam Tĩnh, nói khẽ. Không sao chứ. An Nam Tĩnh lắc đầu. Dương Diệp hơi gật đầu. Chữa thương đi. Nói xong, hắn xoay người ly khai đại điện. Trong điện, An Nam Tĩnh chậm rãi nhắm lại. Tu luyện. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp về tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cổ Kiếm Tông. Nhìn thấy Dương Diệp trở về, Cổ Kiếm Tông trên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Huyết Nữ. Lúc trước Dương Diệp rời đi, Huyết Nữ biết rằng với tính cách của Dương Diệp khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cũng may giờ hắn đã an toàn trở về. Trong động phủ, Dương Diệp gọi kiếm kinh vào Hồng Mông Tháp, hắn gọi kiếm kinh tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, chữa trị giúp nàng ta. Chữa trị. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía kiếm kinh, khẽ gật đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn hiện tại có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trên một đỉnh núi, phía sau Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp lắc đầu. Ta không thể nói rõ trong vài ba câu được, Tuyết trưởng lão nói khẽ. Đệ tử trong tống rất lo lắng cho ngươi. Dương Diệp mỉm cười, hắn nhìn về phía dưới, vô số đệ tử Cổ Kiếm Tông đang chăm chỉ khổ luyện. Hiện tại đệ tử của Cổ Kiếm Tông so với lúc trước phải chăm chỉ luyện tập hơn trước nhiều. Biểu hiện của những đệ tử này khiến hắn rất vui mừng. Giống như nghĩ đến gì đó, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão, tin tức về tông chủ đời thứ nhất của Cổ Kiếm Tông không được ghi chép lại, nhưng đời thứ hai thì sao? Hắn cũng không quên Cổ Kiếm Thiên đó. Tuyết trưởng lão hỏi. Tông chủ vì sao lại hỏi vậy? Dương Diệp nói khẽ. Ta ở một nơi nào lờ đó đã gặp hắn. Tuyết trưởng lão nhíu mày. Tông chủ đời thứ hai của Cổ Kiếm Tông, có một chút ấn tượng, trong sách cũng không được ghi chép nhiều, chỉ biết là hắn hình như bị trục xuất khỏi Cổ Kiếm Tông. Về phần nguyên nhân và bị ai trục xuất thì không biết. Cần ta đi điều tra không? Dương Diệp lắc đầu. Không cần, hắn đã chết rồi. Đúng lúc này, một trưởng lão của Cổ Kiếm Tông xuất hiện, trưởng lão này thi lễ với Dương Diệp. Tông chủ, Linh Cung có người đến, yêu cầu được gặp tông chủ. Linh Cung. Dương Diệp nhíu mày. Thế lực gì vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nói. Chính là thế lực mà vị linh tổ kia thành lập. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhớ ra. Lúc trước vị linh tổ kia bảo hắn và Tiểu Bạch sau khi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ thì đến Linh Cung, ý tứ là để Tiểu Bạch kế thừa Linh Cung. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta đi gặp họ. Tuyết trưởng lão hơi gật đầu, sau đó cùng trưởng lão kia người rời đi, chỉ lát sau. Tuyết trưởng lão dẫn theo một nữ tử váy dài đi tới phía sau Dương Diệp. Nữ tử váy dài này đeo khăn che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Nữ tử này không phải nhân loại, cũng không biết là linh vật gì biến ảo mà thành. Dương Diệp xoay người quan sát nữ tử, lạnh lùng nói. Có gì chỉ giáo? Nữ tử cũng quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Diệp tông chủ, chúng ta muốn đón linh tổ về. Vì Tiểu Bạch mà đến. Dương Diệp lắc đầu. Không cần, nàng ta ở chỗ ta rất ổn. Nữ tử trầm giọng nói. Diệp tông chủ, linh tổ nên chúng ta linh cung chúng ta. Dương Diệp đi tới nữ tử đó, nàng ta nhíu mày, trong thần sắc mang theo một tia không vui và đề phòng. Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi nói nàng ta thuộc về linh cung các ngươi à? Dựa vào cái gì? Nữ tử trầm giọng nói. Diệp tông chủ,
Linh tổ chính là đứng đầu thiên địa vạn linh, cũng là đứng đầu linh cung, nàng ta. Nếu nàng ta không phải linh tổ thì sao? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nữ tử. Các ngươi sẽ không quản sự sống chết của nàng ta, đúng không? Nữ tử trầm giọng nói. Nàng ta là linh tổ. Dương Diệp khẽ cười nói. Linh cung các ngươi chắc đã biết từ trước là ta cùng với Tiểu Bạch tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều, các ngươi ngay từ đầu không đi tìm nàng ta, bởi vì lúc đó, nàng ta vẫn không phải là linh tổ chân chính. Nàng ta không có tác dụng lớn đối với các ngươi. Hơn nữa giữa chúng ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với hồn giáo có rất nhiều chuyện không thoải mái. Bởi vậy các ngươi không lựa chọn nàng ta. Bởi vì lúc đó, nàng ta không đáng để các ngươi mạo hiểm, cũng không đáng nhập chủ linh cung. Hiện tại, nàng ta biến thành linh tổ, theo các ngươi, nàng ta đã có tư cách, bởi vì nàng ta có lợi ích rất lớn đối với các ngươi, ta nói có đúng không? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Nói như vậy, Diệp Tông Chủ là không muốn để nàng ta đi. Dương Diệp cười nói. Sao, muốn uy hiếp ta à? Nữ tử trầm giọng nói. Diệp Tông Chủ, nàng ta tới linh cung chúng ta là trốn về tốt nhất cho nàng ta, nơi đó có truyền thừa mà Tông Chủ đời trước lưu lại, đối với nàng ta mà nói, chỉ là trăm lợi chứ không có một hại. Diệp Tông Chủ đừng hành động theo cảm tính. Dương Diệp cười nói. Khi Tiểu Bạch hiệu lệnh vạn linh vạn giới tương trợ, ta không nhìn thấy ngươi, hoặc là ngươi nói cho ta biết đi, linh cung có ai đến giúp không? Hai mắt nữ tử híp lại, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu, thế giới này chính là như vậy, trung hoạn nạn thì khó, trung phú quý thì dễ. Hiện tại, ta nói với ngươi, cũng nói với linh cung, nếu không thể trung hoạn nạn, vậy các ngươi đừng hòng nhận được chỗ tốt gì từ trên người Tiểu Bạch. Càng đừng hòng lợi dụng nàng ta để đạt được mục đích gì của các ngươi. Tuyết trưởng lão, tiễn khách. Ở bên cạnh, Tuyết trưởng lão nhìn về phía nữ tử đó. Xin mời. Nữ tử không đi. Nàng ta nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Diệp Tông Chủ đây là muốn thành kẻ địch với Linh Cung ta à? Lửa giận của Linh Cung ta sợ rằng Diệp Tông Chủ. Một luồng kiếm quang lóe lên. Một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chính là đầu của nữ tử đó. Hai mắt nữ tử đó trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó có thể tin được. Dương Diệp xoay người nhìn về phía chân trời. Tuyết trưởng lão, đưa cái đầu này về Linh Cung. Nói với bọn họ, còn dám có chủ ý với Tiểu Bạch thì ta sẽ đổ sát bọn họ. Tuyết trưởng lão cầm theo cái đầu đó xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, nói khẽ. A Tú, Tiểu Kỳ, nhất định phải sống sót nhé. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tu luyện. Dương Diệp đi tới phòng tu luyện, ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt hẳn chậm rãi nhắm lại, ngay sau đó. Một cỗ sát ý ngập trời xuất hiện trong phòng tu luyện này. Phóng thích sát ý. Tuy hắn lĩnh ngộ sát ý, nhưng, sát ý này hắn căn bản không thể nắm trong tay, mà nếu không thể nắm trong tay có nghĩa là kiếm ý của kiếm ý không thể được thể phóng thích, dưới tình huống này thực lực của hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ suy giảm mạnh. Chỉ có sát ý và kiếm ý cùng với kiếm vực và sát vực đồng thời xuất hiện, thực lực của hắn mới là khủng bố nhất. Song ý thêm song vực. Mà hiện tại, việc hắn phải làm được chính là khống chế sát ý, chứ không phải bị sát ý khống chế. Không chỉ như vậy, hắn còn phải điều khiển được sát vực và kiếm vực, khiến hai cái kết hợp với nhau. Hai cái phải tự phát triển riêng nhưng khi hắn cần hai cái phải kết hợp. Trong phòng tu luyện, sát ý vô cùng vô tận. Dưới sự khống chế của hắn, sát ý cũng thoát ra khỏi được phòng tu luyện, toàn bộ tụ tập trong phòng tu luyện nho nhỏ này. Ngoài ra, sát vực của hắn cũng bao trùm trong phòng tu luyện này. Sát ý, sát vực. Lúc này, cho dù là một cường giả mệnh cảnh cũng không thể nội sinh trong phòng tu luyện này. Cho dù là bản thân Dương Diệp, hắn kiếm tâm thuần túy cũng không chịu nổi sát ý và sát vực này. Cũng chính là hắn kiếm tâm thuần túy, kiếm tâm thông minh, bằng không, hắn căn bản không dám phóng thích sát ý này, bởi vì sát ý này về cơ bản có ý thức bản năng. Nếu hắn quá yếu, sát ý này nhất định sẽ đảo khách thành chủ khống chế hắn. Trong toàn bộ phòng tu luyện, sát ý vô cùng vô tận, đặc biệt là dưới sự gia trì của sát vực kia, sát ý đó ngưng thực đáng sợ, so với kiếm ý hiện tại của hiện tại còn đáng sợ hơn. Kiếm ý của hắn là cấp bậc mệnh cảnh, nhưng sát ý này có thể nói đã sắp đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong. Lúc trước ở thế giới thủy nguyên địa, hắn có bao nhiêu thì sát ý của hắn hiện tại khủng bố bấy nhiêu.
Trong phòng tu luyện, hai tay Dương Diệp nắm chặt chu, lúc này, thanh chu dưới sự ảnh hưởng của sát ý đã biến thành đỏ như máu. Ở cửa phòng tu luyện là An Nam Tĩnh. Nhìn Dương Diệp trong phòng tu luyện, trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên một tia lo lắng. Cỗ sát ý cường đại đó của Dương Diệp nàng ta đã tự thể nghiệm rồi, một khi hắn không khống chế được, vậy thế giới của Hồng Mông Tháp sẽ có thể gặp nguy hiểm. Mà đúng lúc này, lại có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Cảm giác được lực lượng của kiếm vực, An Nam Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Dương Diệp có thể ngăn chặn. Nhưng rất nhanh, mặt nàng ta lại thay đổi. Bởi vì kiếm vực trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, sát ý đột nhiên bạo tăng. Không phải kiếm vực yếu hơn sát vực mà là dưới sự ảnh hưởng của sát ý, Dương Diệp sẽ nghiêng về sát vực, dưới loại tình huống này kiếm vực tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong, nếu hắn tỉnh táo lại nghiêng về kiếm vực thì sát vực tất nhiên sẽ bị trấn áp. Mà hiện tại, hắn phải cân bằng cả hai thứ. Bên kia, trên đài phi thăng, Tiểu Bạch ngồi đó, trước mặt nàng ta là toái phiến bản thể của kiếm kinh. Lúc này móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch đang không ngừng truyền linh khí vào những toái phiến này. Kỳ thật mà cách chữa trị của nàng ta rất đơn giản, đó chính là thổi khí vào. Linh khí của nàng ta có chút đặc thù, đặc biệt hiện tại nàng ta đã đạt tới linh tổ. Dưới sự quán nhập linh khí của Tiểu Bạch, bản thể của kiếm kinh bắt đầu rung động, sau một lúc những toái phiến này bắt đầu từ từ tự động ghép lại. Nhìn thấy một màn này, trên mặt kiếm kinh hiện ra nụ cười. Nàng ta cuối cùng có thể khôi phục tướng mạo trước kia rồi. Thời gian từng ngày trôi qua. Không biết qua bao lâu, phòng tu luyện của Dương Diệp rung chuyển kịch liệt, bên trong sát ý ngập trời. Vẻ mặt An Nam Tĩnh càng lúc càng ngưng trọng. Nói không lo lắng thì là giả. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, ngày thứ tư, Dương Diệp đột nhiên đi ra. Khi nhìn thấy Dương Diệp, An Nam Tĩnh ngây người. Dương Diệp lúc này một mắt đỏ rực còn một mắt lại trong sáng, ngoài ra tóc của hắn cũng nửa đỏ nửa đen. Ngươi! An Nam Tĩnh nhíu mày. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chỉ có thể như vậy thôi. Nửa điên nửa ma. Đây là trạng thái hiện tại của hắn. Hắn căn bản không thể triệt để trấn áp sát ý và sát vực. Hắn muốn sát ý và sát vực cùng kiếm vực và kiếm ý cùng tồn tại, nhất định phải chịu ảnh hưởng của sát ý này. Đây là điều hắn không thể thay đổi. Bởi vì đây là bản chất của sát ý, bản chất của sát ý chính là giết người. Hắn hiện tại, chỉ có một nửa tỉnh táo, nói một cách đơn giản thì chính là tỉnh táo nửa điên nửa ma. Đây là cực hạn mà hắn có thể làm được rồi. Cũng có thể nói, hắn hiện tại là trạng thái nguy hiểm nhất, bởi vì chỉ vô ý một chút, suy nghĩ của hắn thiên về sát niệm thì đó chính là muốn giết người. Có điều, lợi ích cũng rất lớn. Hắn hiện tại, có thể đồng thời thi triển kiếm ý và sát ý, còn có hai vực. Dưới sự gia trì của song vực, cộng với hai loại ý cảnh, cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng để nhìn. Thật sự không sao chứ? An Nam Tĩnh lại hỏi. Dương Diệp mở mắt, hơi gật đầu. Không sao. Dương Diệp đi theo An Nam Tĩnh tới đài phi thăng, lúc này Tiểu Bạch vẫn đang chữa trị, nhìn thấy Dương Diệp tới, Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Đặt những toái phiến này xuống rồi chạy tới trước mặt Dương Diệp ôm lấy hắn. Cách đó không xa, kiếm kinh hơi có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Giúp kiếm kinh tỉ tỉ chữa trị bản thể của nàng ta đi, có khó không? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu, chút chuyện này đối với nàng ta mà nói thì hoàn toàn không có gì khó khăn. Dương Diệp mỉm cười. Vất vả cho Tiểu gia hỏa ngươi rồi. Sau đó Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đỉnh núi, Dương Diệp nhìn hư không, hắn có rất nhiều thứ phải thủ hộ, cũng có rất nhiều vướng bận. A Tú và Kỳ Bỉ Thiên hiện tại đều không có tin tức. Bọn họ rốt cuộc ra sao rồi? Đúng lúc này, Tuyết trưởng lão đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp, khi nhìn thấy bộ dạng của khi nhìn thấy, Tuyết trưởng lão trong lòng cả kinh. Tông chủ người. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lắc đầu. Không sao, có chuyện gì thế? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Hoàng tộc bắt đầu động thủ rồi. Dương Diệp nhíu mày. Bọn họ tấn công Vĩnh Hằng quốc độ à? Tuyết trưởng lão lắc đầu. Bọn họ không tấn công Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng đại quân của bọn họ đã tới Vĩnh Hằng chi giới. Cửa ra của Vĩnh Hằng quốc độ đã bị bọn họ ngăn chặn. Dương Diệp gật đầu. Vĩnh Hằng quốc độ có phản ứng gì rồi? Tuyết trưởng lão nói. Vĩnh Hằng chi chủ đã hạ lệnh, tất cả thế lực,
tất cả cường giả tán tu tới trung giới tập hợp. Nói đến đây, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói. Cổ kiếm tông chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên một tia châm chọc. Bảo chúng ta đi đối kháng hoang tộc à? Tuyết trưởng lão trầm mặc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tuyết trưởng lão, người thấy thế nào? Tuyết trưởng lão lắc đầu. Cổ kiếm tông chúng ta trên dưới một lòng với tông chủ, bất kể tông chủ đưa ra quyết định gì chúng ta cũng thể sống chết đi theo. Đi theo Dương Diệp. Dương Diệp dẫn dắt người của cổ kiếm tông từ thời điểm khó khăn nhất đi cho tới lúc này, có thể nói uy vọng của hắn hiện tại ở cổ kiếm tông là không ai có thể sánh bằng. Dương Diệp gật đầu. Bảo đệ tử trong tông cứ tu luyện, chuyện tu luyện không cần phải lo. Trong khoảng thời gian này cũng đừng ra ngoài một mình. Tuyết trưởng lão gật đầu. Xin tông chủ hãy cẩn thận. Nói xong, tuyết trưởng lão xoay người rời đi. Dương Diệp lại ly khai cổ kiếm tông, lần này, hắn đi tới ám thế giới. Vừa tới ám thế giới, hắn liền cảm nhận được vô số ám sinh linh chung quanh. Có điều rất nhanh những ám sinh linh này đều biến mất. Trước mặt Dương Diệp không xa, xuất hiện một luồng sáng, bên trong chính là ám chủ của ám thế giới. Ám chủ cường đại. Cho dù là Dương Diệp hiện tại đối mặt với đối phương, vẫn cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Dương Diệp ôm quyền với ám chủ. Tiền bối, có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ám chủ trầm mặc một lát, sau đó nói. Nói đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, thủy nguyên địa thế giới hiện tại thế nào rồi? Ám chủ nói. Đã triệt để hủy diệt rồi, không còn tồn tại nữa. Vậy hai người thì sao? Dương Diệp vội vàng hỏi tiếp. Ám chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không biết. Không biết. Dương Diệp cau mày. Ám chủ nói. Vị kia xuất hiện, chúng ta đều phải tránh lui, lúc trước ta vẫn chưa tới gần thủy nguyên địa thế giới, chỉ quan sát từ xa. Có điều bởi vì quá xa nên cuối cùng nơi đó đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Mà hiện tại, toàn bộ thủy nguyên địa đó đã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Trên người hắn, sát ý dần dần trở nên nồng đậm. Lúc này, ám chủ lại nói. Người gần đây tốt nhất nên cẩn thận. Dương Diệp nhìn về phía ám chủ. Ám chủ nói. Thủy nguyên địa liên quan tới nơi đó, hiện tại đã bị hủy, người nhất định bị người nơi đó ghi hận, bởi vì như vậy tương đương với hủy đi nơi cư trú của họ. Hiện tại hai vị đó đối kháng nữ tử váy đen, không biết tung tích. Bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay với ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Ám chủ nói. Một nơi có thể che giấu khí tức, trốn được cảm ứng của thiên mệnh. Phàm là cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định đều sẽ tới nơi đó. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối và hoàng đế hình như cũng không phải tới từ nơi đó. Ám chủ nói. Chúng ta có thể áp chế bản thân. Dùng một cái giá để áp chế cảnh giới của mình, bọn họ rất nhiều người bọn họ đều không có điều kiện này. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi. Mà lúc này, ám chủ lại nói. Cẩn thận linh tổ. Dương Diệp nhíu mày. Cẩn thận tiểu bạch. Ám chủ nói. Hiện tại thế giới này, chỉ có nàng ta có thể lợi dụng vạn linh chi lực để che giấu thiên cơ. Tránh thoát sự cảm ứng của thiên mệnh, những người đó nếu không muốn chết khẳng định sẽ đến tìm linh tổ này. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra một tia dữ tợn. Tiền bối, làm thế nào để tới nơi đó? Ám chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, người muốn chủ động đi tìm họ à? Dương Diệp khôi phục bình thường. Không, chính là hỏi một chút thôi. Ám chủ nói, nếu ta đoán không sai, bọn họ rất có khả năng sẽ tìm đến người. Nói xong, Dương Diệp xoay người ra khỏi ám thế giới. Vĩnh Hằng Chi Giới. Dương Diệp đi tới Vĩnh Hằng Chi Giới, ở đây hắn vẫn có cố nhân. Nam Ly Tộc. Dương Diệp vừa đi tới Nam Ly ra, Nam Ly Mộng đã xuất hiện trước mặt hắn. Nam Ly Mộng quan sát Dương Diệp, cười nói. Đã lâu không gặp. Dương Diệp gật đầu. Vào ngồi chơi chứ? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không vào đâu. Nam Ly Mộng hơi gật đầu. Hoàng tộc sắp xuất thủ. Dương Diệp nói. Ta biết, người tính thế nào? Có thể tính thế nào? Đừng nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ.
Vì sao? Với sức chiến đấu của Nam Ly gia ngươi, nếu tham dự thì chính là vật hy sinh. Trốn đi thôi, dẫn theo Nam Ly gia trốn đi, nếu có thể thì hỗ trợ chiếu cố có Kiếm Thiên Thành. Kiếm Thiên Thành tất nhiên chính là Kiếm Thiên Thành từng giúp hắn. Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc độ đại chiến, những thế lực nhỏ này chỉ vô ý một chút là rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục, bao gồm cả Nam Ly gia. Nam Ly Mộng gật đầu. Hiểu rồi, ngươi bảo trọng. Dương Diệp nói. Ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trong sân, Nam Ly Mộng trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người về tới Nam Ly gia, nàng ta đứng trong đại điện, qua một hồi lâu, Nam Ly Mộng đột nhiên mở miệng. Truyền lệnh xuống, người của gia tộc trước khi đi tới gặp ta, chúng ta rời khỏi Vĩnh Hằng chi giới. Tộc trưởng. Lúc này, một đạo thanh âm âm thầm đột nhiên vang lên. Ngài đã đạt tới mệnh cảnh trong truyền thuyết, còn... Nam Ly Mộng lạnh lùng nhìn nơi thanh âm đó phát ra. Ta bảo ngươi đi thì ngươi phải đi, hiểu chưa? Vâng. Thanh âm đó không dám do dự nữa, vội vàng lui ra ngoài. Rất nhanh, cả Nam Ly tộc đều biến mất. Dương Diệp không lập tức về Vĩnh Hằng Quốc độ, mà là tới Hoang tộc. Lúc này, đại quân Hoang tộc đã đóng quân ở Vĩnh Hằng chi giới, hắn quang minh chính đại đi tới trước đại quân của Hoang tộc. Chỉ chốc lát, Hoang Doanh xuất hiện trước mặt hắn. Hoang Doanh quan sát Dương Diệp, cười nói. Lâu rồi không gặp. Dương Diệp hơi gật đầu. Các ngươi sắp bắt đầu à? Hoang Doanh cười nói. Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Dương Diệp gật đầu, cũng đúng. Thế lực của Vĩnh Hằng Quốc độ ở Thủy Nguyên Địa có chút tổn thất, lúc này, có thể nói chính là thời cơ tốt nhất của hoang tộc. Vạn giới vũ trụ càng loạn, đối với hoang tộc lại càng tốt. Dương Diệp nhìn phía sau Hoang Doanh, đó là một mảng hư vô, đại quân của hoang tộc đang ở trong không gian hư vô này. Về phần có những cường giả nào thì không biết được. Có điều, theo Dương Diệp, trong toàn bộ hoang tộc, chỉ một vị cường giả hoang đế này đã đủ Vĩnh Hằng Quốc độ đau đầu rồi. Dương Diệp cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hoang Doanh cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Dương Diệp biến mất. Dương Diệp về tới Vĩnh Hằng Quốc độ. Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp, bởi vì bản thể của Kiếm Kinh đã được chữa trị. Trên đài phi thăng, Kiếm Kinh đang dung hợp bản thể của nàng ta, của nàng ta, của nàng ta là một vật dẫn, mà nàng ta chính là linh của vật dẫn này. Hai người dung hợp thành công, nàng ta có thể khôi phục cấp bậc trước kia. Siêu thần khí. Tuy rằng hắn hiện tại đã có chu, nhưng chu này không hoàn mỹ, hơn nữa với loại này hiện tại hắn tất nhiên sẽ không nhiều siêu thần khí. Tiểu Bạch không rời khỏi, nàng ta đang giúp Kiếm Kinh dung hợp. Có nàng ta ở đây, dung hợp sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. Dương Diệp lại đi tới chỗ nhị nha vẫn đang hấp thu toái phiến nội đan đó. Mà khí tức của nàng ta đã cường đại tới mức khiến hắn cũng có chút tim đập nhanh. Hắn biết, vào khoảnh khắc nhị nha tỉnh lại, nàng ta có thể đã không còn là nhị nha lúc trước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ly khai Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông, một diễn võ trường từng bị hủy. Dương Diệp tự dưng xuất hiện trên diễn võ trường, mà ở trước mặt hắn là Tuyết Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão thi lễ với Dương Diệp. Linh Cung lại có người tới. Dương Diệp lắc đầu. Bảo họ vào đi. Tuyết Trưởng Lão nói. Nàng ta nói nàng ta không phải đến đòi linh tổ. Tuyết Trưởng Lão vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Rất nhanh, một hỏa diễm toàn thân tỏa ra hỏa diễm hừng hực xuất hiện trong ánh mắt của Dương Diệp và Tuyết Trưởng Lão. Cường giả mệnh cảnh. Hơn nữa còn không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Nữ tử hỏa diễm nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Muốn gặp Diệp tông chủ ngươi cũng không dễ dàng gì nhỉ. Dương Diệp nói. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Dương Diệp, người cũng biết, linh tổ nàng ta hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Theo ta được biết, người của địa phương đó đã quyết định muốn xuống tay với linh tổ. L. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Người cũng biết, vậy mà còn muốn giữ nàng ta bên cạnh à. Để nàng ta tới linh cung các ngươi thì linh cung có thể bảo hộ nàng ta Sako. Nữ tử trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu cười. Ngươi nói ý đồ đến chân thật của ngươi đi, đừng có nói những lời thừa thãi nữa. Nữ tử trầm giọng nói. Dương Diệp, hiện tại chúng ta phải cùng liên thủ, ngươi và linh cung ta liên thủ mới có khả năng bảo vệ được linh tổ.
Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử hỏa diễm đó, cười nói. Ngươi có biết ta và Tiểu Bạch phải đối mặt với những người nào rồi mà ngươi vẫn tới tìm chúng ta, nói cho ta biết, ngươi muốn nàng ta làm gì? Đừng nói với ta là các ngươi trời sinh thiện lương, tử chung với linh tổ. Bất kỳ sinh linh nào cũng có thiện ác, cũng các ngươi cũng không ngoại lệ nhé. Nếu linh cung này thật sự tử chung với linh tổ, lúc trước khi Tiểu Bạch gọi vạn giới tương trợ, bọn họ sẽ tới. Nhưng mà bọn họ lại không tới. Linh cung, hiện tại là một thế lực. Nếu hắn đưa Tiểu Bạch cho linh cung, Tiểu Bạch rất có khả năng sẽ bị linh cung điều khiển, trở thành khôi lỗi. Đây là nguyên nhân hắn vì sao không có hào cảm với linh cung. Tiểu Bạch khi chưa thành tổ, linh cung ngay cả bóng dáng cũng không thấy, nàng ta vừa thành tổ, linh cung này lại tới tìm nàng ta. Mục đích của họ sao có thể đơn thuần? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Nếu nàng ta theo chúng ta về linh cung, có thể có được truyền thừa của linh tổ đời trước, khi đó, nàng ta có thể khôi phục lực lượng lớn nhất của nàng ta. Mà linh cung ta còn có một số phòng ngự pháp trận mà linh tổ lúc trước lưu lại, nếu cộng thêm ngươi, muốn bảo vệ nàng ta, vấn đề chắc không phải quá lớn. Đương nhiên tất cả vẫn phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn, ngươi hiện tại, có thể đi được rồi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Sau đó xoay người hóa thành một đạo sóng lửa biến mất ở cuối chân trời. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên cạnh Dương Diệp, Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn chân trời. Ta biết. Tuyết trưởng lão do dự một thoáng, giống như muốn nói gì đó, nhưng nàng ta cuối cùng vẫn im lặng, xoay người rời đi. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng ta nhìn đạo sóng lửa ở chân trời xa xa. Trong trận chiến tranh này ngươi muốn sắm vai nhân vật gì? Chuyện giữa hoàng tộc và vĩnh hằng quốc độ là không thể tránh khỏi. Dương Diệp lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta chỉ muốn các ngươi sống yên. Hắn không muốn quản hoàng tộc và vĩnh hằng quốc độ, hắn chỉ muốn Tiểu Bạch, An Nam Tĩnh, và đệ tử của Cổ Kiếm Tông được sống tốt. An Nam Tĩnh gật đầu. Chúng ta đều sẽ sống tốt. Đúng lúc này. Một tiếng nổ vang đột nhiên từ chân trời xa xôi vang lên. Lúc này toàn bộ Cổ Kiếm Tông giống như rung chuyển, không chỉ Cổ Kiếm Tông, toàn bộ vũ trụ vĩnh hằng quốc độ đều rung chuyển. An Nam Tĩnh nói khẽ. Vách tường giữa vĩnh hằng chi giới và vĩnh hằng quốc độ chướng phá rồi. Dương Diệp gật đầu. Ừ, hoàng tộc đang đến. Đối với hoàng tộc, người của vĩnh hằng quốc độ đều không quên. Năm đó, chính là thế lực này thiếu chút nữa đã tiến vào hủy diệt toàn bộ vĩnh hằng quốc độ. Sau vô số năm thế lực này lại tiến đến. Sợ hãi à? Không. Vĩnh hằng quốc độ hiện tại không sợ hãi, chỉ có nóng lòng báo thù. Năm đó trận chiến ấy, là vĩnh hằng quốc độ của vĩnh hằng quốc độ, hiện giờ bọn họ muốn rửa nhục. Cổ Kiếm Tông, trên đỉnh núi. Dương Diệp dẫn theo An Nam Tĩnh xoay người rời đi. Hiện tại hắn nên tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên nếu như cần thiết hắn sẽ đi ra đâm lén. Hồn giáo, vĩnh hằng quốc độ, lúc trước làm gì vẫn hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chiến giới. Một nữ tử lặng lẽ xuất hiện tường thành chiến thành, người này chính là Lưu Uyên. Lưu Uyên nhìn chân trời xa xa, mặt không biểu tình. Qua không biết bao lâu, Lưu Uyên đột nhiên nói. Chiến giới nghe lệnh. Mọi người cùng ta xuất chiến, trận chiến này, chúng ta và hoang tộc, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Toàn bộ chiến giới, vô số thanh âm vang vọng. Rất nhanh, từng đạo khí thức từ sâu trong chiến thành phóng lên cao, sau đó bắn về phía Lưu Uyên. Không chỉ chiến thành, ở vô số nơi của vĩnh hằng quốc độ, cường giả đều hưởng ứng hiệu lệnh của vĩnh hằng chi chủ, tiến đến trung giới. Đương nhiên, trừ Cổ Kiếm Tông. Vĩnh hằng chi giới. Trên vĩnh hằng chi hà, hoàng đế cười cười nhìn vĩnh hằng quốc độ ở xa xa, không biết bao lâu, nụ cười của hắn càng trở nên sáng lạn. Lần này, không có linh tổ giúp các ngươi rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ngươi ra trước đi. Hoàng đế vừa dứt lời, một thanh búa lớn đột nhiên cắt qua chân trời. Búa lớn xẹt qua chân trời, đánh thẳng tới vĩnh hằng vũ trụ. Sau khi vách tường của vĩnh hằng vũ trụ bị hủy, một nam tử trung niên lặng lẽ xuất hiện, ngay sau đó, thanh búa lớn này bị nam tử trung niên đỡ lấy. Nam tử trung niên này chính là Vĩnh Hằng Chi Chu, người chí cường của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không trung,
Vĩnh Hằng chi chủ bấm tay búng một cái, búa lớn lập tức bay ngược về. Không xuất thủ, ở bên cạnh hắn không xa, một áo choàng tóc dài đứng dậy, tay phải nam tử thò về phía trước, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Theo bàn tay khổng lồ này xuất hiện, búa lớn đột nhiên ngừng lại trong không trung. Ngay sau đó, búa lớn đột nhiên xuất hiện trong bàn tay khổng lồ này. Nháy mắt, bàn tay khổng lồ cầm búa bổ vào Vĩnh Hằng chi. Chu, bù, bù, trời đất nứt tóc. Một búa này hạ xuống, một cái khe dài đến mấy ngàn trượng xuất hiện trong hư không. Hủy thiên diệt địa. Xa xa, trong Vĩnh Hằng quốc độ, Vĩnh Hằng chi chủ mặt không biểu tình, khi búa lớn tới cách đỉnh đầu hắn còn trăm trượng, ở trong tay hắn xuất hiện một cây bút dài màu vàng. Ngay sau đó, bút dài màu vàng này mang theo một chùm tia sáng phóng lên cao. Không trung. Ầm. Búa lớn run lên kịch liệt, sau đó bay ngược về, cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ sau khi run lên theo thì trực tiếp tiêu tán trong hư không. Bên cạnh hoàng đế, áo choàng tóc dài khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, lại muốn xuất thủ có điều lại bị hoàng đế ngăn lại. Nam tử nhìn về phía hoàng đế cười nói. Hoàng huyền. Người xem nhẹ vị Vĩnh Hằng chi chủ ấy rồi. Tóc dài tên là Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Xa xa, ánh mắt của Vĩnh Hằng chi chủ dừng ở trên người Hoang Đế. Hoang Đế, thủy nguyên địa thế giới bị hủy, địa phương đó cũng tan tành, cho dù ngươi cướp lấy Vĩnh Hằng quốc độ thì cũng có ý nghĩa gì? Hoang Đế cười nói. Đương nhiên là có ý nghĩa rồi, năm đó bản đế bị các ngươi tính kế, thiếu chút nữa khiến cả hoang tộc bị giết. Thù này sao có thể không báo. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn trở nên sáng lạn. Kỳ thật, ta vốn định chờ thêm. Không ngờ lần này trời cao cũng giúp ta, thủy nguyên địa bị hủy, những lão bất tử đó kẻ thì trốn người thì chết. Hiện tại cho dù bọn họ muốn làm gì cũng không được. Lần này, Vĩnh Hằng quốc độ ngươi không có được sự giúp đỡ nào nữa, càng không có linh tổ. Đương nhiên, cho dù có giúp đỡ thì cũng không sao cả, thuận tay diệt luôn là được. Ha ha. Vĩnh Hằng chi chủ lạnh lùng nhìn Hoang Đế. Xem ra, ngươi rất tự tin. Hoang Đế cười nói. Không cần nhiều lời, ta biết ngươi ở thủy nguyên địa giữ lại thực lực. Nào, hôm nay ngươi không cần giữ lại thực lực nữa rồi. Dứt lời, Hoang Đế trực tiếp biến mất tại chỗ. Vĩnh Hằng chi chủ cũng biến mất theo. Bên trong chiến trường hư không, một hồi đại chiến kinh thế đã đại chiến. Theo Hoang Đế và Vĩnh Hằng chi chủ biến mất. Ở trên vùng trời của Vĩnh Hằng quốc độ xuất hiện 7 người. 7 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Trong đó người cầm đầu chính là chiến giới Lưu Uyên, mà sau lưng Lưu Uyên, có giáo chủ hồn giáo, lão tổ Lục Huyền Cơ của Lục Gia, lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp Gia, lão tổ Lãnh Thiên Lâm của Lãnh Gia, còn có một người mặc áo đen, chính là người đứng đầu của tổ chức sát thủ thần bí Thiên Hồn. Cuối cùng là yêu vương của yêu tộc chiến giới. Ngoài ra, sau khi Vĩnh Hằng bích chứng bị hủy, các đại gia tộc tụ tập, cường giả tinh nhuệ của các thế lực lớn tập hợp, trong đó bao gồm cả tinh nhuệ của chiến giới. Toàn bộ cường giả của Vĩnh Hằng quốc độ đều đã xuất hiện. Đối mặt với sự xâm nhập của hoang tộc, Vĩnh Hằng quốc độ lần này là có chuẩn bị mà đến. Mà bên Vĩnh Hằng quốc độ, theo hoàng đế biến mất, dường như cũng không có cường giả gì. Cường giả Vĩnh Hằng quốc độ sẽ không cho rằng là như vậy. Xa xa. Nam tử trung niên tên là Hoang Huyền vẫn chưa xuất thủ, hắn cũng không vội, hoang tộc đợi nhiều năm như vậy, bọn họ rất kiên nhẫn. Phía sau Hoang Huyền, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen tay cầm trường thương. 18 người áo đen. Hoang tộc tử thị. Một trong những tinh nhuệ chân chính của hoang tộc, những hoang tộc tử thị này phần lớn đều là những người sống sót từ chàng năm đó, ngoài ra còn là một số người được hoang tộc mấy năm nay bồi dưỡng ra. Tuy những tử thị này phần lớn đều chỉ là cấp bậc chủ cảnh, chiến lực của bọn họ không hề yếu, bọn họ nếu liên thủ, chảm sát cường giả mệnh cảnh cũng không hề khó khăn. Lúc này đám người Lưu Uyên cũng nhận ra những hoang tộc tử thị này. Sắc mặt ngưng trọng. Đối với hoang tộc tử thị, Vĩnh Hằng quốc độ tất nhiên sẽ không quên, năm đó, hoang tộc tử thị thiếu chút nữa đã giết vào trong Vĩnh Hằng quốc độ, cũng là lần đó, hơn trăm kiếm tu của Cổ Kiếm Tông đã chết thảm dưới tay những hoang tộc tử thị này. Năm đó nếu không phải có những kiếm tu chiến lực cường đại này của Cổ Kiếm Tông ngăn cản thì tử thị sẽ trực tiếp giết chung giới rồi. Những tử thị này chính là một thanh lợi kiếm có thể đâm thủng tất cả. Đúng lúc này, hai mắt Lưu Uyên chậm rãi nhắm lại,
Ngay sau đó, nàng ta đột nhiên quát. Chiến vệ của chiến giới ta đâu? Phía dưới Lưu Uyên xuất hiện 36 người. Người mặc khôi giáp màu tím, tay cầm trường thương và trường đao, trong đó có nam có nữ. Khí tức toàn bộ là chủ cảnh. Mà trên người bọn họ, cầm trong tay bọn họ toàn bộ là cấp bậc thần khí. 36 người này là cường giả siêu cấp được toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ tỉ mỉ đào tạo, đối với bọn họ, Vĩnh Hằng Quốc độ tất nhiên sẽ không keo kiệt. Những chiến vệ này là ăn thứ tốt nhất, dùng thứ tốt nhất, đương nhiên có thể trở thành chiến vệ đều không phải là người bình thường. Những người này đều là người yêu nghiệt nhất của Vĩnh Hằng Quốc độ. Từ khí thế cho thấy, những chiến vệ này không hề thua kém hoang tộc tử thị. Năm đó, Vĩnh Hằng Quốc độ tự đại, không bồi dưỡng ra thế lực của mình, hơn nữa hoang tộc xuất kỳ bất ý, mới khiến cho Vĩnh Hằng Quốc độ tan tác. Mà hiện giờ, Vĩnh Hằng Quốc độ chờ trận chiến này đã rất lâu rồi. Xa xa, Hoang Huyền cười lạnh, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó, những hoang tộc tử thị bay thẳng về phía các chiến vệ. 18 đấu 36. Về nhân số, hoang tộc tử thị ở thế yếu, nhưng mà, trên khí thế họ lại không hề thua kém gì những Vĩnh Hằng chiến vệ đó. Chiến. Lúc này, vô số cường giả của Vĩnh Hằng chi giới trong lòng rất chán nản. Bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, sau trận chiến này bất kể là bên nào giành thắng lợi, Vĩnh Hằng chi giới trên cơ bản sẽ còn. Năm đó Vĩnh Hằng chi giới là có linh tổ phù hộ, đồng thời được nàng ta hỗ trợ chữa trị, mới có thể bảo tồn, mà hiện tại. Bất kể như thế nào, Vĩnh Hằng chi giới này cũng sẽ triệt để biến mất. Phía dưới, 18 hoàng tộc tực thị đấu với 36, không hề rơi vào thế hạ phong, không chỉ vậy, 18 người này thậm chí còn có chiến vệ áp chế chiến vệ. Không chung, Lưu Uyên sắc mặt vô cùng âm trầm, nàng ta hiện tại đã biết được khuyết điểm của chiến vệ. Không đủ điên cuồng, không đủ ác độc. Những tử thị này trước tiên không nói tới thực lực của bọn họ, cũng ngoan kình của nhóm người này là rất đáng sợ. Loại ngoan kình này nàng ta đã nhìn thấy trên người của một người. Chính là Diệp Đại Tông Chủ của Cổ Kiếm Tông. Lưu Uyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía đó Hoang Huyền. Sao, hoang tộc ngươi chỉ có chút thực này thôi à? Hoang Huyền xòe tay. Người của hoang tộc chúng ta quả thật không nhiều bằng các ngươi, nhưng, vậy thì sao? Các ngươi người có nhiều tới mấy thì cũng chỉ là một đám giá áo túi cơm mà thôi, ha ha. Hai mắt Lưu Uyên híp lại. Giết! Dứt lời, cường giả mệnh cảnh phía sau Lưu Uyên xuất thủ, có điều đúng lúc này, ở trong chiến trường hư không ở một cỗ uy áp cường đại nghiền ép mà đến. Cỗ uy áp này bao phủ giáo chủ hồn giáo, còn cả cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tán tu và người áo đen của tổ chức thiên hồn. Bức chiến! Lúc này, một tiếng cười to vang vọng trong hư không xa xôi. Một mệnh cảnh đỉnh phong thì sao đủ đánh? Nào, tới hai người đi, không, ba đi. Ha ha! Thanh âm của hoàng đế. Trong sân, đám người giáo chủ hồn giáo sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng đế còn có thể tách lực ra để đối phó bọn họ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của hoàng đế ở trên Vĩnh Hằng chi chủ. Đám người giáo chủ hồn giáo nhìn về phía Lưu Uyên. Lưu Uyên ngẩng đầu nhìn chiến trường hư không xa xa, trầm mặc hồi lâu, nàng ta hơi gật đầu. Năm đó vị Vĩnh Hằng chi chủ kia chính là chết trong tay hoàng đế, chuyện năm đó hiện giờ tất nhiên không thể được tái diễn. Thấy Lưu Uyên gật đầu, giáo chủ hồn giáo, người áo đen của thiên hồn, cùng với cường giả tán tu mệnh cảnh phóng lên cao, tiến vào trong chiến trường hư không. Lấy một địch bốn. Hiện giờ... Hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy trong ngàn vạn vũ trụ cuối cùng cũng lộ ra thực lực chân chính của hắn. Mà hiện tại, bên Lưu Uyên còn có bốn gã cường giả mệnh cảnh siêu cấp. Nhưng bên hoang tộc lại chỉ có một mình Hoang Huyền. Từ cục diện cho thấy, vẫn là bên Vĩnh Hằng Quốc độ chiếm ưu thế. Lưu Uyên bước về phía Hoang Huyền, sau lưng nàng ta, mấy đạo khí thức cường đại trực tiếp khóa chặt Hoang Huyền. Có điều, thần sắc của đám người Lưu Uyên vẫn rất trước đề phòng. Bởi vì bọn họ biết rõ, hoang tộc không thể chỉ có chừng ấy thực lực. Đương nhiên, bọn họ cũng còn có con bài chưa lật. Mà ở bên kia, Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bên cạnh hắn, bồng bềnh kiếm đang bồng bềnh, chính là Chu. Đúng lúc này, đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo. Kiếm điện. Một tòa kiếm điện được ngưng tụ từ vô số thanh kiếm. Lúc này... Vô số tiếng kiếm minh đột nhiên từ các nơi trong Cổ Kiếm Tông vang lên, ngay sau đó,
tòa kiếm điện trên đỉnh đầu Dương Diệp run lên kịch liệt, vô số kiếm quang bồng bềnh ở chân trời. Dùng kiếm lát thiên địa. Trong nháy mắt hắn, một cỗ ý cảnh cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó, những thanh kiếm này có một nửa biến thành đỏ như máu. Lúc này, Tuyết trưởng lão xuất hiện phía sau Dương Diệp. Tuyết trưởng lão nhìn bốn phía, kiếm điện. Siêu thần khí trước kia của cổ kiếm tông lại xuất hiện. Chuyện gì thế? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tuyết trưởng lão hơi thi lễ. Hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đánh nhanh rồi. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Ta đi xem kịch. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất trên đỉnh núi. Chân trời xa xa, một tia kiếm quang màu đỏ chợt lóe lên. Xem kịch. Trên đỉnh núi, Tuyết trưởng lão khẽ lắc đầu. Dương Diệp này mà xem thì e là sẽ xem ra ván đờ. Vĩnh Hằng chỉ giới. Lúc này đại chiến vẫn đang tiếp tục. Lưu Uyên chậm rãi tiến về phía Hoang Huyền. Hoang Huyền, nghe nói ngươi là người đánh giỏi nhất ngoài hoang đế của hoang tộc. Ta muốn kiến thức một chút. Xa xa, Hoang Huyền cười ha ha. Ta cũng muốn kiến thức người đánh giỏi nhất của chiến giới. Dứt lời, thân thể Hoang Huyền đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó ở trước mặt Lưu Uyên, một cỗ cường đại lực lượng ập đến. Hai mắt Lưu Uyên híp lại, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Ầm. Trong nháy mắt đó một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên ùa ra. Bùm. Hoang Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, Hoang Huyền lại tay cầm búa lớn xông về phía Lưu Uyên. Một búa đập xuống. Ầm. Thiên địa chấn động, vô số khe không gian đột nhiên xuất hiện, mà Lưu Uyên trên không trung bị chấn cho liên tục thối lui. Ha ha. Xa xa Hoang Huyền cười to. Nào, tiếp tục đi. Nói xong hắn lại xông về phía Lưu Uyên. Đại chiến Lưu Uyên và Hoang Huyền đang đại chiến, yêu vương chiến giới và đám lão tổ các thế gia xông về phía hoang tộc. Có thể nói, nếu hoang tộc không có cường giả mệnh cảnh xuất hiện, hoang tộc sẽ có thể diệt vong. Mấy lão tổ thế gia này tuyệt đối không phải tử thị của hoang tộc có thể ngăn cản. Dù sao cũng có khác biệt trên cảnh giới. Hoang tộc tất nhiên không thể chỉ có hai vị cường giả mệnh cảnh là Hoang Huyền và Hoang Đế. Đám cường giả yêu vương đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một lão giả tay cầm gậy trúc. Khi nhìn thấy lão giả này, lão tổ Lục Huyền Cơ của Lục gia thần sắc thì khó coi. Hoang Bất Nhị, người không ngờ vẫn còn sống. Hoang Bất Nhị, từng là tộc trưởng hoang tộc, phải nói vậy tộc trưởng tiền nhiệm của Hoang Đế, sau khi hoang tộc này lui xuống, Hoang Đế mới thế vào. Đây là một cường giả đã sống rất lâu rồi, thế giới hiện tại, rất nhiều người căn bản không biết tới Hoang Bất Nhị này. Nhưng một số lão gia hỏa của Vĩnh Hằng quốc độ thì không xa lạ gì với Hoang Bất Nhị. Bởi vì Hoang Bất Nhị này từng tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Chỉ có điều, theo sự quật khởi cường thế của Hoang Đế, Hoang Bất Nhị này mới dần dần xa khỏi tầm mắt của mọi người. Không phải lão không mạnh, mà là vị Hoang Đế năm đó thật sự quá chói mắt. Hoang Bất Nhị nhìn Lục Huyền Cơ, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Thì ra là người của Lục gia, so với gia gia ngươi thì ngươi kém nhiều lắm. Lục Huyền Cơ lạnh lùng nói. Có kém hay không thì chỉ có đánh rồi mới biết được. Hoang Bất Nhị nhìn lướt qua đám người Lục Huyền Cơ, sau đó nói. Cùng lên đi. Dứt lời tay phải lão đột nhiên nâng lên, sau đó phất một cái. Ầm. Không gian chung quanh đám người Lục Huyền Cơ trực tiếp thì vặn vẹo. Cùng lúc đó, Hoang Bất Nhị tay cầm gậy trúc nhảy vào trong không gian vặn vẹo này. Lúc này, một đạo kiếm quang màu đỏ xuất hiện ở cuối chân trời. Người tới chính là Dương Diệp. Nhận thấy được sự có mặt của Dương Diệp, đám cường giả hồn giáo cùng với lão tổ của các đại thế gia sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Dương Diệp. Bọn họ tất nhiên không quên tên gia hỏa yêu nghiệt này. Nếu Dương Diệp hiện tại giúp hoang tộc, vậy bọn họ sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Thực lực hiện tại của hắn, cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đáng là gì. Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất là sau lưng hắn còn có hai tồn tại khủng bố đó. Trước tiên không nói tới có thể giết hắn hay không, cho dù giết được, bọn họ cũng không dám giết. Vạn nhất hai nàng đó vẫn còn sống thì sao? Có điều cũng may Dương Diệp không xuất thủ, điều này khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp tất nhiên không xuất thủ. Chuyện giữa hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ hắn tất nhiên sẽ không nhúng tay. Tuy hắn rất muốn diệt các thế lực của Vĩnh Hằng quốc độ,
nhưng hắn hiện tại mà xuất thủ, không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng hết những con bài chưa lật lên người hắn. Hơn nữa tính toán của Hoàng đế cũng hơi lớn, đối với Hoàng đế, Dương Diệp cũng có chút đề phòng. Không chung, Dương Diệp nhìn những hoàng tộc tử thị và chiến giới chiến vệ bên dưới, lúc này chiến đấu ở nơi đó đã trở nên gay cấn. 18 tử thị của hoàng tộc còn có 16 người, nhưng chiến vệ của chiến giới chỉ còn lại không đến 30 người. Dương Diệp khẽ lắc đầu, cảnh giới của những tử thị và chiến vệ này đều tương đương. Nhưng bên chiến giới thiếu một số hung kình cùng ngoan kình, mà những hoàng tộc tử thị thì là thật sự không sợ chết, bọn họ có một loại tín niệm. Tín niệm vì hoàng tộc mà chiến, tín niệm tất sẽ chết. Dương Diệp cảm giác được những tử thị kỳ thật là không muốn sống, dưới tình huống như vậy, chiến vệ tất nhiên sẽ bị áp chế. Rất nhiều lúc, đánh nhau không phải xem ai cao lớn hơn, ai lợi hại hơn, mà là xem ai không sợ chết hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chiến trường hư không xa xa, bên trong hoàng đế đang lấy một địch bốn. Một người áp chế bốn người. Giống như Thiên Tú lúc trước vậy. Không thể không nói, hoàng đế và Thiên Tú đều là người ưu tú nhất của thời đại này. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi đó, sáu người áo đen tay cầm liêm đao không biết từ đâu đến. Sáu người này không tham gia chiến đấu phía dưới mà là lao về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ ở xa xa. Cường giả hoang tộc. Sáu người này so với tử thị cùng với chiến vệ cách đó không xa thì còn khủng bố hơn. Khí tức khủng bố. Sáu người này đều là cường giả chủ cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức từ trên người phát ra so với một số cường giả mệnh cảnh thì khủng bố hơn. Có thể nói, nếu sáu người này liên thủ, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng. Giờ có sướng không hai? Hoang tộc con bài chưa lật của hoang tộc à? Đúng lúc này, ở trước mặt sáu người xuất hiện một đám người, những người này, đều là tinh anh của mấy gia tộc thế gia lớn, có cường giả hồn giáo, cũng có yêu tướng yêu tộc, còn có một số tinh anh của chiến giới. Những người này đã chặn sáu người kia lại. Mà trong những người này Dương Diệp nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, chính là Diệp Gia Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp lập tức nhíu mày. Phía dưới, một cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ dẫn đầu xông lên trước, nhưng ngay sau đó, theo một đạo tàn ảnh lóe lên, sắc mặt Hình Bỉ Thanh lập tức thay đổi. Cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn đang xông lên, nhưng hắn đã mất đầu. Thân thể vẫn lao lên, nhưng đầu thì không. Còn, sau khi đầu hắn rơi xuống, một người áo đen của hoang tộc thu hồi liêm đao, trên liêm đao, một cỗ máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Miểu sát, đều là chủ cảnh. Nhưng mà cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ lại trực tiếp bị miểu sát. Thần sắc của đám người Diệp Chi Bắc vô cùng ngưng trọng. Cho dù là Dương Diệp, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thực lực của người áo đen cầm liêm đao này thật sự có chút kinh người. Đúng lúc này, theo hư không ở chân trời truyền đến một tiếng nổ vang, Hoàng Huyền và Lưu Huyên đã xuất hiện giữa không trung. Từ bề ngoài cho thấy, hai người hiển nhiên vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Hoàng Huyền nhìn sáu người áo đen cầm liêm đao phía dưới, sau đó cười nói. Lưu Uyên, sáu gã đệ tử của hoang tộc này được chứ? Ha ha! Giống như là nghĩ tới gì đó, Hoàng Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ngươi chính là Dương Diệp à? Dương Diệp gật đầu. Là ta! Khóe miệng Hoàng Huyền nhếch lên. Nghe nói ngươi cũng đi từng tới ám thế giới. Dương Diệp gật đầu. Đúng, thế thì sao? Hoàng Huyền cười nói, sáu gã đệ tử hoang tộc này của ta chính là đã lịch lãm ở ám thế giới. Nghe vậy, Dương Diệp cảm thấy thoải mái, chẳng trách thực lực của sáu người này cường hãn như vậy, thì ra là được huấn luyện ra ở địa phương biến thái kia của ám thế giới. Người chưa tới nơi ấy thì không biết sự khủng bố của nó. Đúng lúc này, Hoàng Huyền đột nhiên cười nói, Dương Diệp, nghe nói ngươi là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thế giới này à? Dương Diệp lắc đầu. Không dám nhận. Hoàng Huyền cười nói. Khiêm tốn làm gì, ta không quanh co lòng vòng. Thế nào, có hứng thú đánh một trận với một người trong sáu người này của hoang tộc ta không? Dương Diệp lại lắc đầu. Không có hứng thú. Hoàng Huyền cười ha ha. Ngươi sợ à? Dương Diệp nhìn Hoàng Huyền kiêu ngạo ngang ngược đó. Lạnh lùng nói. Ta sợ ta không nhìn được sẽ giết chết hết bọn họ. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức trở nên im lắng. Vô số người nhìn về phía Dương Diệp, bao gồm cả sáu người áo đen tay cầm liêm đao phía dưới. Trong đồng cấp,
Bọn họ chưa từng sợ ai, phải nói là cho dù là bảo bọn họ khiêu chiến với một cường giả mệnh cảnh bình thường cũng không có gì là khó. Mà Dương Diệp chỉ là cường giả chủ cảnh đồng cấp với bọn họ. Cuồng, kiêu ngạo, đây là ấn tượng của Hoang Huyền đối với Dương Diệp. Xa xa, Lưu Huyên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hoang Huyền tức giận tới bật cười. Dương Diệp à Dương Diệp, người thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Có điều những đệ tử hoang tộc này của ta vẫn muốn thỉnh giáo ngươi. Hoang Huyền vừa dứt lời, một người áo đen tay cầm liêm đao đứng dậy. Mà thần thức của người áo đen này đã trực tiếp tỏa định Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía đó Hoang Huyền. Ngươi hình như là có ý kiến với ta. Hoang Huyền nhếch miệng cười. Có một chút, nhiên, không phải đặc biệt nhằm vào ngươi, là ta thấy kẻ kiêu ngạo thì đều khó chịu thôi. Dương Diệp hơi gật đầu. Hiểu rồi. Ngay sau đó, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Một đạo hư ảnh màu đỏ lóe lên. Vào khoảnh khắc Dương Diệp biến mất, hai mắt Hoang Huyền lập tức híp lại, mà ở đối diện Dương Diệp, người áo đen tay cầm liêm đao cũng biến mất theo. Liêm đao trong tay người áo đen không biết chém rách cái gì, một tiếng rít bén nhọn vang lên. Giữa sân, một đỏ một đen không ngừng đan xen. Sau ba hơi thở, phía sau người áo đen, Dương Diệp thu hồi kiếm. Sau lưng hắn, thân thể người áo đen đột nhiên vỡ ra, tách làm hai nửa, máu tươi rải đầy đầy đất. Miểu sát. Dương Diệp quay đầu nhìn Hoang Huyền cách đó không xa. Giờ thì sướng chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.